Nhóm cả anh ba nâng sầm đáy nơi thân ông cậu nào là chuyện đọc chừng. Nơi thân ông về chuyện đọc đi. Đại bà ông trông ta sầm đáy mong tì bà rốc. Rương rãi thẳng đớn. Đại bàn phát âm sẽ cái đấy. Mọc hơi cứ bà ông trông dân tư bà phụ bình nhiệt nô. Bà ông sầm đáy về chuyện đọc. Bà ông chuyện đọc. Bà phụ bình nhiệt. Bây chuyện đọc thẳng đớn vì rương. Tìm mối rừng tân sai vào phái phân nữ nông cao nắng phải bà rong bồ rì sát chế rê chế xây chèm nà tốt tập hệ chế đọ hay chế đọ mùi tiết bì phân tình nẹ chế đọ phì rương miên bì về rê rù viêm rục bà tê và đá chư mùi nâng khá mông chèm là không bây giờ đây trong đau mừng rổ ấy sắp từ mây bằng rô bạc lệ mà lỡ không bằng mơ ná cục anh của mình anh rút cho rút lắm ập hơi nhét đâm thầm mây bằng rô bạc máu khăn khăn nâng đau bằng rô nâng nâng đau bằng rô ấy rút cái tê của đá rút cái tê các bài nó cô về riêng là xây nâng còn to bụi bụng thì chiên chơi nó máu về mũi còn từ vừa đầm nào từ rột chơi vừa đầm tê nâng cái chút nâng lạc mồm nâng anh chẳng lạc mồm nâng xua thà ơ nè ơi chơi chạy nà ô lạc mồm anh chơi dây mà đúng không nhầm cháy là anh dây bà nè ấy nhầm mà rùa chơ thơ tê ấy lạc mồm anh đang đang đã chơ nà phơ tê phơ con tê chọc lọc chiên kê tê lạc mồm nó ba nó cả mà o mà ông thiền mà đã về cái lê anh tụm lê đang bùng rùa nè ngay tập tham miên chơi nè mà vật chuyện đang bùng rùa thế bờ nó có o màu ban lê chụp lạc mồm chèn dây cái sa mà nô thấy tập bị đang chơi rừng mồm vật tiệt tập đàm chơi sấy sấy của mình vật được đàm bằng rô từ cáp đàm bằng rô nè anh nặng phơi chia đặt tay phơi còn phơi ấy chẳng tới rút cái tay và đá nơi đằng đàm bằng rô nấng thà rương nấng mau một tí khà khum nè anh khăn nấng khà khum nè anh để cái cặp đàm chơi ở cái lại nhà bác luôn nơi chẳng tới và bán thì mất chia nè sọc phơ đầm nào đá mà chùa chùa thật nè bông phơ ấy ô chồng bông phơ tê ô phơ tê chồng chồng ôi là tê nâng chuộc lõ phơ phơ con nâng ôi mâm lõ nè chồng đăng bị thi ố ngày nay bàn lẹp tiệt đây đăng chơ phơ tê mâm hơi đăng thà ở rừng rớt tới chọt tới tiệt thôi mấy a sẽ bày khà khum á vô một quật chung quanh còn nâng tròn kia cái lại na ná cứ miền ấy vật trên bày khà khum thế bán cá tới chơi rương sầm lạp khà khum nâng chân ai miền pi về đi tê ở đá chơi mui nâng khà khum nâng rồi hốt màu chân nâng biết sao mà sam put và ông sầm đáy nơi bị chia đọ nâng ăn pi rương pi về rìa để chập đàm lớn thấy về nam ở miền ca sầm lấp nơi từ bên từ máu tam chấp bắp rồi bọc cam á rốt cái tê và đa hay đằng khla mồm đằng đâu rồi tới vào ông sầm đây nhầm pi lệ đọt kệ cả chìa đọt nè đọt kệ cả cứ chập chìa cả ba nông cả nó vào ông cả chìa mê phong đầm rầy vừa đầm nào tới chạp chìa cực bác thì nơi nâng phở để tụt mò tập ở đầm rây nâng bây giáp côn rồi bà kê nơi nâng mê chơ mối tiệp phở nâng còn ở đầm rây nâng đá mà chọn côn kê xong lột đầm rây nâng chui phòng đầm rây và bô thì sạp nâng chơi tọp tư nâng sạp chạp chìa cực bác nâng thả nên anh cầm phê ấy có bán đá tới chô vì lơ dùm bọc còn chạp chiệt cả bà nấn ấy tùm rây tùm phôn phơ tùm nó chu cho chu cho bộ phạ tới chạp chiệt cả bà nấn có bàn cái đây sọc ở trời tùm rây na pia cho anh thề tá
rồi bà đông bồ đề chát prát thân miên đầm rây mùi tiết mình đá cho phong tê cạch á mình sẽ đạp biển này anh tê bây giờ bùa đầm rây nâng thong dường tư ấy cơ tư bạc tư chẳng mà dù tu cơ rôi máu đầm rây đại chết tê và tốt chẳng ta chết đầm rây cạch nâng ạ đại mà cơ rôi chạp chiếp kia tư bò xong đôi môn dần ngại nhân sẽ tuột mùi dần mà rôi mà quân là sai em cơ dân khai đấy cá chân nhau mới ắt ắt đập phía tầm đây chẳng dễ là cọ cây tớ ruồi tớ đào tập cái práp nó bắn chỉ đào tập chặn nhưng bắt đầu chẳng cái mình práp mình vò co nó rồi bàn cướp chỉ đào cái práp mình vò co nó đào tớ cách sự bóc chạp nó vô mà chuan nhì lên sự bài tới chẳng nhì rồi tới cái đào tới cái nôm đại thì lời để tiền nà rồi ban kia đại hồ tử mê chạp nâng nực hơn thả ăn luồn thông á thời dân thì chạp chiệp cả bạc tôi mình ai phơi ai nè anh ban nè dân nâng chia chiếm con nông công cuôn mà ông chẳng cho mũi tầm đầy nâng chạp chiệp cả bạc nâng khi tư dễ cho mũi cái ai bùm ra cái ai xong bùm ra cái ai phơi ai sẽ vô chặt cái ai cho hốt đi bây ngày tới vì bây ngày tới xong xong ao cái ai đang chui cái ai đang sờ lạnh chạp chiệp đang prôm prôm ta ao ao dân vừa ấy chui vừa ấy thả ở miền vừa ấy trào nơi còn từ chấp nơi tầm đây nữa nè tập hình phe tầm đây đang để chọn câu nó bọc nhom đang từ chấp nơi cái bài tới tập phần năng anh rồi tới cái từ từ rồi kia chỉ mui rồi cái ba kêu thì tiền chạp chiệp cả ba năng vô chất vô tham cho mùi rùi cái bà kêu nó ngói xong rồi rùi cái bà kêu nó nực bê na đùm rây nó bay phânếch ao tờ phuồng đạ rùi tớ chạp chiếp nó kê tờ trâu râu phânếch cho mùi con trai hợp tiệt kê tha nực bê na đùm rây nó khoạc phânếch sẽ đầy tức ao bọn con trai hợp ai nó lao tờ lợp nông dung nó lợp nông hay bê đùm rây nó đâm thầm miên tức đa tờ rô tức bọn trai hợp ai nó mau ai mặt chỗ ra cái ca nghe nó ban sầm rách từng ót tiền sầm rách giờ tu ông tê và tọt nó cào thì bay lên hơi từng cơ rút pin lên sợi tóc đập sầm lên những cái giống đăng tầm miền tóc đã lan từ lớp nôm cho đã tới những cái nâng cho từ lốt lốt từ mặt trước lọt chân lệ rồi miền sập tề nâng prisma sầm bột sầm đánh pro bị nhiệt từng pi từng nè rồi tới và ông trung sầm đánh thì chia đọt pi tiệt âm pi rốc khá thông ở chìa đó nâng quát cả chìa đó vì rương ca bà rôm bà riêng khá nè vì ca bà rôm bà riêng khá nè nông ca nó bà rôm bà rì sát ca chìa rốc bà tê và đà ca để đạch với sử vôn đạch với sử vôn nông ca nó chọc tệ tới sử cả tê và rìa chặt chanh bánh tăng đạch với sử vôn bằng to màu tiết đại cái sự quan bằng tập mau ní chặt chay ao tê và đa từng lái tăng vị miên nơi tam đàm chớ đây phải đóng bồn chặt chay đốc tê và đa bàn prát tê và đa chỉ phụ nhiệt từng o ao chặt đàm chớ cái nông prey hay một tiền lắm đàm chớ để nơi nông prey để nhức sẽ chọc thế này nè cùng ao từ nơi nâng đàm chớ tam vía đắt chay đấy đàm chớ mùi đặt chạy nó vừa thôm thôm rập ao thôm thôm á thấy tê và đa đòi ra tiếng mình sẽ đạp tê và đồng bồ đề sát mình trời ca ấy mà nơi nông ti sẽ đọc chừng yên đàm chơ tràn tê và đa và tràn nằm nia từ nơi tam đàm chơ sờ lạc mui mui tại nè đó về cầu mau du mau miền cho chú chọc chú phần to phần tốt miên chọc chú mỗi nút thông chẳng đám sơ phở bánh na cả đói nơi chạy nâng vế tao ngờ lông là bác rứa ọc đó mà đó bây giờ mà biết đám sơ nhấc chọc chú nế và chùi tục thế này ạc tiền bạc đám sơ này rồi tập bàn tệ bách bách chong chong nâng anh đồng chân tới tê và đá đây nơi tạm về ọc đám sơ nâng có nằm kia bạ lần bên
phô con khá, đắc con khá, ê khá, rùa khá lạy ngợt miền. Bởi rốt cái tê vật đá, cứ trời miền vì miền nơi nâng đàm chờ đến. Nâng, bởi sama samput và ông truong tra sầm đây cả là và ông chia rốt cái tê và đà nâng ấy lơ vô rương nâng ấy bằng chế ẩm bí rương đàm chơ để đọc chích đất kia này ấy dùng bấy cho chú để bỏ đàm chơ thông rồi lúc còn mình ai vơ ai đàm chơ dùng bấy tốt mên bằng tay đọc cho chú mùi kia nhức kia chui tục kia cứ mình bạc mình rồi lùng lại. Vì thế nông áp tình này nâng cư bảo ông trông trách xâm đáy nhau miên ca prôn priêng khá nê tớp chia cầm lăng. Tớp chia cầm lăng khá nông kịch ca nghe đại bộ phật tớ đôi chì bột bò rạch sạch dương nê khá nông bệ sạch mà nê chân. Cư sống khán trông đại prôn priêng khá nê mình bạch bạc khá nê tây khá nông nâng anh đại chia cầm lăng đâm bây rạch xa nê bột sạch mà hay khnông trong trù sa khnông wat aram ni muoi nung cơ cầm che tè chluốc bạc cái to tên khnề bài bạc khnề đào nghe nghe tiền cầm chắp bài mất chia mà nút lõ còn tại miền ở chia sợi to khnề này muoi pi cứ cầm bị nhập bài khnề bồi dưỡng miền cà prôm prien khnề chỉ muoi nung mà nút lõ chuyện này miền xoay chỉ đất chỉ nè miền sơ cứ chia cầm lăng nông cây cà mía để dân vớ đang để nơi nông sùng cùng đôi dân chỉ cốt bò để sạt anh chồng nè ấy đầm bay ở miền ca prôn priêng khné dân cầm lấy ao gì cái đây sầm khăn đòi khné đằng khné nếu chỉ mua là hết mua để nom ao nuôi dân chơi prôn priêng khné thì cầm chơi để chọn vay rất vô và sao vô con ba thì luôn anh ở về miền sầm an nát ta đòi ca sùng kêu chơi tầm con luôn ở ban sma ở ban là o và p ao chỉ cái đây sùng khăn đòi nẹt đợt tì ca ao chỉ cái đây sùng khăn đòi nẹt đợt tì nè khăn ông cách ca nghe để nẹt đợt tì bàn phơi chia phải giao giường lơ lên dừng lơ lai nơi kịch ca nghe để nhẹ để tây bàn phơi chia phải giáo chỉ côn là sầm bạt nắng ao và quạt là ngày ní ao chỉ đây sầm khăn đòi nhẹ để tây ở miền tập chết hết cái mê ta chết rôm tiền khnề tiền nè công trong phải sai công trong còn ba ấy để luôn anh dừng từ vừa đòi riêng cả rôm tiền khnề ní chia cùng lăng đồng kịch ca nghe tiền dừng phơi ní kê phơi luôn nè dừng mình ai phơi tại anh bàn thế nè đôi chia ca chúng trên tru trung của Phật Sa ấy có dân tru tại prôm priêng khné khnông cách ca nghe sợ hạ cung tham mật tiên có tru tại prôm priêng khné đến nè nâng cả prôm priêng khné nâng ấy đôi tam chơi chẳng dừng đạp tới cực tới vừa lai hay mũi chân vật cả chuyện đó đành pi chạp chọp lục triềm đến rồi râm po rì sát chỉ mê phong rót mũi pi bảy hỏi hai đường óc nia tiền còn tắt ở tai còn mà lấy để chuột nia không sầm nang nhau phụ phụ cha để nơi cao mà vác bóc lên rồng poli sắt đắp lên rồng poli sắt bắn hai đường óc biết tùm lấy lục tiền đang rui đường óc đây tiền ai cha để vui để chuột nia nữa chụp lục tiền hay vui để chuột nia để không sầm nang nhưng miền rùm nia đầm bay tùm lấy sầm nang tiền đang ấy nâng tiền sầm nang sầm phốt sầm đây rồi tới ban tổ ông trung sầm đai nhầm pi nẹt từng pi nâng chìa nhiệt chìa mùi khné tiền cao là dẹ vuông hay nâng sạc chạm vuông nâng chìa nhiệt nâng khné thế bằng ôn pi đai ôm nâng phẩm buồn nẹt sậy pram phọc buồn nâng để trâu chân nhầm pi bên nào cua tới hay bằng sậy nâng cả luông hay ôn pro sậy buồn cua nâng bàn khné tới hay bằng sậy nâng từ nơi nông ruộng đấy ấy sầm bô cho đào đâm cả bái tiền để chia xuống đây xa tại nơi nông ruộng đấy ấy xuất từ rước đâm cả bái chặt cho từ nông đấy thưa ở chia xuống sầm hai đâm cả bái nó có cài tiền ấy nông ca nó riêng mẹ nữa nè riêng mẹ nó để máu ban bon sợi năng ạ
hay ban chia cao lý dạ vương nâng hay thả riêng mà kriêm á. Riêng mà kriêm miền bây giờ thôi phải chạy đây thì nơi riêng mà kriêm từ chỗ từ bà tế Nepal lâu chỗ tới chỉ còn cái miền đầy muối dạng không hay co sang phải chạy đầy muối riêng chồng xa bà tiền hơi đào chỗ từ nông tiếp bạn đó cái lệnh ti cái lệnh presidential để bằng chóc để bà rong xây được cái thiết pi nil thì miền bon quất chung với miền cái lệnh bồi chía đào cương cổ đào tiền đọc đào phục ấy được cái phơi nắng đấy miền là bon cho tới chia vùng nu đây mò nó ngồi dạng cua đào cái tiệm sân chung với bàn thì nắng hay bề thiệt nâng bề mà các sự tạ mình ban của môi vô mọc cọt tế đời xa thà miền ca bạn phải chạy đây không cả nó hơi hồ tam tức lệ chỗ tới nệ vô tới nơi đã có sang sự văn miền cả chạy đây nơi tam vẹt tam để thui không sự máy ca của bà tu thạ kia mình đi ở phê nâng bán chặt chay áo sau nó trả xa mà nế từ vô nơi bề thiệt nâng anh định dục bị tham bị chuộng nè mà bên trong nơi suy nghĩ cả chặt đầy đến một phục đáo nơi riêng mà kềm rồi sang riêng mẹ nâng chia từ cô sắp đây tiền để ban mà bon sấy hàng sắc dạ nè hãy cả con cả trai máu đấy nơi hàng sắc dạ nâng bày đá sau chi bằng cuột tới bon cô nâng non phía châu mau được cô bên máu hay bon sấy chỉ môi riêng mẹ nâng có ban riệp chom được cô môi nè từ bóng ôn kia nâng kia ta là Prisma Samput của ông trung trai xâm đầy chẳng tới cổ bàn xóa bóng ôn kia ta không ấy cho bàn cặp chạc kia chiêm hồ với như sân rồi này nâng bàn xóa chạy bóng ôn kia bàn xóa lãnh rập an kia tới rồi tới bóng xâm đầy áp tạc con là sốt xâm đầy áp tạc con là sốt nâng chẳng cái này bà thọp lực dù mà xâm đầy hết nơi khăn ông sốt tạm bát cầm miếng khăn ông mà hà nít tê cơ mê anh tiền nè khó tất cả anh cài mà hà nịt tê hơi rồi tới bộ phụ bị nhiệt trong song thang nâng đầm bay tọp song song côn bê đầm miên được phê để ban mọc chui ao dương coi chỉ bong ôn khnê sở lanh khnê hơi mình phơi từng kềm mình sùm lắp khnê ọt miên ở na ngọp ọt miên chiêm hô mũi tầm nọ chẳng tới cọ bán ao ấy coi lộ bót chân cha pì rồi hà sập ong pì rồi hà sập ong ai cho cầm nu đã cất khơi thả, bà ông nói chia bà chia có miền bò qua hai hoa mà lấy bà ông chân cha vì riêng sầm bát tự bua ban thì bà cốt của cốt để miền bò qua hai hoa và bán ao ấy có là bọt nương ấy trầm rồi ông nâng bua hay chọt tam bề để miền bộc hiện tới ấy sắp tới nữa miền bộc quân chẳng trầm rồi ông nâng bán phơi đầm nào tam bề để miền bộc hiện tới nay tới nào tới và quân nó chết tại bình chun rồi bọt màu nó còn lợp bò mà nó còn lợp nơi tại anh nâng ọt ọt miền bò nâng ọt sọc mà nó lo hả lấy bò đi bóp xây rồi bọt nhau mà lột chèn nè rồi chân tức phơi lột nâng sập so là xây hở sót rồi để buôn nó mình miền sạt thi nè ọt miền sạt thi đầm bay chân chạp che chôn một căn luôn tất cả con đầm bay xoay một bên biển ấy chỉ cả chặt chay như rồi bò và phụ nhiệt lắm ao nhỏ buôn lắm rồi chân tứ sớm mai anh nông chặt nập quần bây giờ miền phía của ông trung triệt đào về địa chặt này bị khâu trong ao nắng rồi ông trung nón bị khâu trong ao nắng từ cắn trong cái bài lập họ nè quần nữ microtheram tiền microtheram nó miền cái lại pi chấm đạp bôi chì tiền chèm cái lại muối chia vị hí cái lại muối chia và quân là cật là miền được bon quạt chung với thay là xa xa cho tây chẳng phần tay mình miền tập tài ấy đôi về là quan rồi có chết tập quân ấy thế tại có là smile xa miền làm sơ thông thông nè nâng nicro thì em đại chỉ vót tp chẳng chặt tục chỉ vót tp vì pro vót tìm muối vót về là quan chưa có làm tất cả những việc phải sửa thám ấy không cho nó để bề bạc sẽ đây sẽ thôi tiền nhẹ chặt ao nhà mát ra tiền nhẹ phải ăn màu nước ấy có bán có sang nâng nhiệt độ thiền làm nâng nè bề đẹp phố buốt
ກະນັ້ນນິກະໂຣເທຣາມព្រះນຸນກະບູນໃນນິກະໂຣເທຣາມນາປະຫວັດເລື່ອງລາວນິກະໂຣເທຣາມນັ້ນກໍຄູອຍເຈິງດິດຈະເລຍຊ្រះຖ្លາແຕ່ນໃຫ້ເປັນແຕ່ປະອົງນິມົນບັນດາບາດຂອງຂອງໃບລະພໍນັ້ນຮູ້ຕື້ສາສູພິຂໍຕັ້ງຫຼາຍໄດ້ເຄີຍໄປໃຫ້ມາປຽນເດນາຖ້າຂ້ອຍປະອົງອາດໄດ້ເຄີຍແມ່ນບໍານອງຈອງຕື້ເດຖ້າບໍ່ປະອົງນໍຕື້ບານຂ້ອຍປະອົງດິດຈະເລຍນາປະອົງນໍ นำពិខោទាំងអស់នឹងដែលពិខោថាខ្ញុំព្រះអង្គទៅម្បានដែរព្រោះអត់មានរិទ្ធតែព្រះអង្គនាំទៅដោយរិទ្ធរបស់ព្រះអង្គទៀតតដល់ព្រះហើយមកពៀនព្រះអង្គបង្ហាញពីភ្នំរំពេលជាន់នឹងបង្ហាញអំពីដើមឈើបង្ហាញទេសភាពទៀតមានសត្វសពគ្រប់មានស្អីស្អីនៅក្នុងបេដក មានសត្វសពគ្រប់មានស្អីស្អីនៅក្នុងបេដកលេខ61មិនបានមើលអត្ថកថាក៏សំគួរដែរទាំងនៅក្នុងកោណាលជាដកមានរៀបរាប់អំពីព្រៃភ្នំរៀបរាប់ឈ្មោះសត្វឈ្មោះអីនៅក្នុងបេដកនឹងមានហូហែសំគួរទាំងបេដកលេខ61ហើយបើកមើលមេតិកាទៅដាក់កោណាលជាដកណា ខ្ញុំកណ្ដាលបានបញ្ជាក់រៀបរាប់អីច្រើនទេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គបង្ហាញទេសភាពក្នុងព្រៃហើយមកពៀនសັບគ្រប់ទៅទៅលើកំពូលភ្នំមួយពិខោទាំងអស់ហ្នឹងឃើញសត្វតាវ៉ៅទៀតផ្លែកឃើញសត្វតាវ៉ៅហ្នឹងណាវាពំមេឈើសងខាងហើយនៅកណ្ដាលហ្នឹងសត្វតាវ៉ៅហ្នឹងសត្វហ្នឹងឈ្មោលទាំងដែរដែលពំហ្នឹងហ្អេហើយក្រៅពីនឹងទៀតសត្វតាមេទាំងអស់ 8 ហើពីលើ 8 ហើពីក្រោម 8 ហើពីមុខ 8 ហើពីក្រោយ 8 ហើពីសងខាងមាន 8 ទៀតនៅពីក្រោយនិយាយរកគ្នាទៀតទូសួរព្រះរាមាភិសត្វតាវ៉ៅនឹងមានក្រុមមានពួកមានភូងអីក៏ល្អម្ល៉េះហើចេញពី កន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពីចំការដងទៅចំការជ័យពីចំការជ័យទៅចំការឆ្នល់សាសួរព្រះរាមាភិបានព្រះអង្គសម្ដែងថានឹងតវងពីតថាគតមកដែលតថាគតធ្លាប់កើតជាតាវ៉ៅណាជាបាក់សីតាវ៉ៅនឹងកោណាលៈសកុណៈកោណាលៈទាំងតាវ៉ៅព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គសម្ដែងថាគតនឹងក្នុងការនោះ มันเมนเมนตะวัยเมนั้นญีนั้นเมนั้นมันเมนมีแต่ปานนั้นเด้น่ะมีเมตะวัยนั้นปอมชื่อซองทางให้กุณาละนั้นปอมในกันดาลโดยอัดจําบักให้น่ะโดยគេគិតថាកុំឲ្យយើងនឹងលំបាកនឹងហើដល់ខ្លួនឯងហើយមានเมตะวัย 500 ហើពីក្រោមគិតថាក្រែងលោម្ចាស់យើងធ្លាក់មកយើងយកស្លាបត្រួទាំងអស់គ្នា 500 ហើពីលើការពារកំណៃថ្ងៃ 500 ហើសងខាងការពារចំហាយក្តៅឬក៏ចំហាយត្រជាក់ 500 ឆ្វេង 500 ស្ដាំ 500 ពីមុខការពារក្រែងលោវាមានសັບ thôm sạch ấy cho mà biệt biên mà chả dương rứ có mến khuya cô khuya xe ấy cúp của về máu vì mục máu cứ pram rôi nơi bị mục cà phê đừng pram rôi nơi bị cáo cà phê đôi khỉa pram rôi nơi bị cáo bằng to mà tiết vì dây bịa giang bị rùa rùa khỉa từ bên giờ máu cầm áo mình chả dương ọp sọc cầm áo việc ngập chết miền miền niên pram rôi bị cáo nâng vì dây khỉa xùm lên tàu quá bị rùa đừng น่ะสมเลงตะวายปิรุษมีเรื่องมวยนึกได้พระองค์สงสัยปรบเนียงสิเจตาเนาะเนียงสิเจตาสกนิสาของมหานาถเวนกะสิทธิ์นะโกนตะสาสิได้นะเจตเพริยะของเนกาละเนาะนั้นพระองค์บังเกิดของวิสาขามหาบาสิกาเนี่ยสิเจตานั้นมันกล้าจะมนต์ดบงนั้นชลุก គ្នាជាមួយពួកទេសកម្មករអីសពគ្រប់ទាំងអស់បានព្រះអង្គទៅទូលមានសម្ដែងពិភិរិយា 7 ពួកនោះហើយបានសម្ដែងសត្តាបត្តផលនោះពិខោទាំងឡាយពលសត្តាព្រះរាមាភិរិយដែលសម្ដែងធួតតែម្ដងនាងសុជាតាកាចដល់ម្លឹងហើយបានសត្តាហើយតាំងខ្លួនជាទាសីសមាភិរិយារបស់
đây chọc ca chỉ hồ to tới bán phải ông sầm đây anh tha tật tha quất flop nè tật tha quất nắng flop bàn thọp bàn chui chui niềng nâng bị triệt một đài niềng bị triệt ta nâng cao chi miệt đá và bảo phải rong bồi sạt và ông chỉ phải chi ở tiền nè và ông chỉ phải chi nông cạn nó miệt miệt đá nâng cao chi sầm đây nâng người dây cũng hụa cũng hay chạm da nâng mình lọ thế phân tay phải rong bồi sạt mình tâm miệt nó cá về mũi non nghe từ cam su nốt chia nó chọn cặp bề sai à sắp bị chia nó vừa nên con top vô mà chia cho cha mình vô đây bắt bị chia chọn là sắp bị chia nhung đó là bây hot bị về lúc châu tập bây thôm thôm lưỡi sâu sắp tập bay giống năm nên sợ sài rồi ôi bờ ấy bờ này thế sắp tập bay nữa ban ở cả nước đây bây bờ po thì sắp ban po là anh thà mình úc la thì dễ lắm cứ thà khi mình chọn sắp vô đây bắt bị chia úc la thì dễ lúc bị rồi cái chọn sắp thì po sợ sài phần miệt na, phần bồng bồ tát nực cả cột nâng để dây nâng cứ thầm đau mà đột luôn này, bàn tay về ọt miên sấy đầm bay nâng, bậc cai nâng thai ấy có khom, ọt rôm tu miên luôn tới cầm áo để dây bẹ sầm đây ở vây vây đây kì sọt luôn, nâng phần bồng bồ tát lơ dơ bị chia đoạn nâng mèo tiền miệt na bọc ong nông cao lóc mau chỉ nên sự chia ta nè, mình sự chia ta miệt na phải vô hết nè, là sự chia ta. Nếp ôn bằng cớt, ôn trái bằng cớt là bà sư ca vi sạc hà nâng, anh ít kênh này chăng rùm lực bình tích một bì rương xùm lên sắp tàu quái về bì rô chăng bàn chỉ niêng niêng nó cứ thà nì dê rô kênh bình chênh xùm lên triêng tới xùm bài tới nơi bì cao ấy nâng đôi đôi lên chăng hình pram rồi cứ miên rồi biếp rồi bóp kê mình mên chê chai tập bê thế cái to to kênh mà phần man đọc một phê chân tới rồi tới cái to kia đối lên lên chân tiền niệm chẳng phàm rồi tạm cái rồi nè có bàn tay nông ca nó cậu na là miền tiền sầm đây chỉ mui nâng mê tàu vải tàu on nâng ắt bị rồi hết sắt tè ngay che ngay cho thọc tiệp cái sấy rồi nè tha ôi niêm niêm tàu on nâng tiền nâng mơ nữa cái nông cậu na là chia đọt nâng tiệp là như vậy em pi tà vay mùi tiệt là ô tê gì thì cao nó cao chia tà vay mua còn là mục hạ nâng miền mục sò thì tà vay nâng về ô tê gì miền bo được ba ấy chân đây để hai mục hai cao ấy nâng hà sập chừng hiên xuyên cho năm bị lơ bị cao ấy chân đây ố phải em nào tê gì nâng sập là ôn o na dây chỉ mùi quần luôn đang chân tới tê mũi còn nặng mục hạ nâng mà chua nâng tàu vay đây chỉ bỏ ra 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 mình đây sầm đây lọ mà rồi buộc nhom tê sầm đây sạch tè hòn anh sạch tè thọc tiệp sạch tè chặt sao sấy sấy nè đi vào đập nước non nhom nhom dây mỏi nè rồi chọn sầm đây du hay còn na là chia đọ bàn tay rương nước non bị chia đọ ní cứ bây giờ mà xâm phút bởi ông trung trịp ạp chiến sài rồi bởi vì khẩu chân phạm rồi để nức vụ quân nè nè và ông lớp vô bởi chia đọt nâng mọc xâm đáy nâng cứ xâm đáy nâng ông bị tốt rồi bởi vụ quân nè xâm đáy nâng trái tự nông nâng cả nà quân chắc nhìn muôn à mơ cho nửa nông sĩ đầy nâng đồng bây chui áo vì khẩu chân phạm rồi nâng anh miền chất thuynh tròn lươi nâng nâng kể về hay sẽ đáp ở đây sạch chạc thua chô thêm đoàn nuôi này tức đập tục sạch thì một thì dẹp sạch chỗ bàn xong rách miệng phó lắm đỉnh về để tới vào ông năm tới mau với mau luôn ấy nhé đòi rịch luôn ấy nhé nè nâng cư nực nông cổ nào để chia đọt nâng phải ông mình lợt vô cái rương sạch trí đầy lọ lọ thế khoái sạch trí lọ lọ mà cần nô tại phải ông ọt lợt vô tới xong đây nhé nông cổ nào để chia đọt nâng hay nông ca để phải ông xong đây nơi phục vật rồi phải ông cậu na lạ nâng nông ca nó còn là mục hạ nâng có bán bồ lai thả o chân ấy
niềng niềng chẳng ọc niềng nâng chẳng có bán chỗ tới chụp nâng có nàn lạ phê bà rộng phô rì sạp nâng có bán tô đạt tương phê bà rộng phô rì sạp nâng ai chết như dây là o như dây bởi ruột chỉ mùi bởi quân phong ớ cùng ai bê xâm đây à khó ở đây bê phê bà rộng phô rì sạp phần đánh con nạ mục hạ thiệt nà phần đánh nè anh mến chỉ mất bao dương đấy cùng mọi dây bê xâm đây anh chẳng nè này con là mục hạ nâng có tranh tử pê mùi nó con là mục hạ nâng chư thật pê chư tới và quân nâng hai chào lọ bán pê bà rong bồ đề sát tụt nà lạ nâng tới chui mơ thái đại xà con là mục hạ nâng ấy nằm phai chư nằm ấy ấy tờ ai hay chia bào đòi ở sắp xên xên được nông pê hay một pê nâng bạn chia tới bạn sầm đầy cả bệt bạc thời dương á đầy mình thì dây bờ chơi mũi bù niềng niềng ở nâng á mau pi dương bạn đằng rương chơi hơn á bên này trên nông sai áp sinh linh tự thua lên trầm phi rồi tại sao trầm phi trên sầm đầy người khăn ông cậu na là chuyện đó bị đó lại học sập môi trên và quạt đường ra bên phi thằng đàm nắng đàn bàn to nè bàn to mau phi sai ăn một nắng lấy nơi khăn ông thì cái đấy để sạc cậu na là tàu vào để vào trong phôi sát ban rịp rọc bì hết để mình ơi Atma anh nâng nì chê bì ruột phải em là hai em chờ mùi nâng 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 tổng ọc nâng dàng na dàng na bờ xùm lanh chọn đăng rương nâng mau tam dương mà nón con là mục hạ nâng hai tổng cam ti cái lại ngồi chẳng con ông ta nó phu rốt cơ tê và đá đăng rương cậu na lạ tàu hòa ứ về phải đóng bồ đề sát nâng và cả là ông nơi nơi sẽ cái đấy bất giang na chia tây đã chia để ban trăm mao giang mấy bồ tu rồi bỏ phê rì dê nâng giang mấy giang miệt tự kềm nô vụ rốt cái tê đó và cả ôi mà sẽ đạp về phải đóng bồ đề sát chẳng tê vật đá tăng pi akasi tê vật đá rồi hốt cha tom maharajika tê vật đá mau krup chuan đừng ó mau sẽ đập prehram borisat ấy non ca nó prehram ca chỉ tham át chỉ sẽ đặt tham át tiền lưu số cực nhưng mau sẽ đập đấy prehsere bớt chia tạ bớ ban sam rai apin ye pram còn mau sẽ đập prehram borisat nè nước non cồn nào lại chia đọt năng đấy bề sama samput ông đào tê về lễ ông bậc ca sầm đai ông pi tô chân bậc ca rồi bỏ sạch đầy rồi bỏ phê gì miệt tục kềm hãy sầm đai áo thì khọ làm rồi nè anh đáp tầm bay ở miền chết nuôi nái thì ca cột rồng tê và ông lơ vô rương đại minh là o rồi bỏ sạch đầy rương là o và ông ở đây vô mà thấy rồi ông cà phê về lấy cái nướng ăn chia sấy ông bạn đi sấy rồi bỏ vì họ chẳng làm rồi nướng cứ từ sau trăng đói cậu na là chia đọt nằm đấy ai cậu na lạc về trong bồ đề sát nướng nức rồi lấp hơi là tây ta chia cho ăn rương na tiền ban sầm đai anh tha không cam nó về đây chỉ thị đa nướng miền miền ở cục pí miền đầy phàm nhé thấy nơi mình gặp chật từ luộc lẽ sẽ lạnh chỉ mùi nâng bỏ rọ cua mà nhé tiệt nè cá đè và ba trung ở toát từ vay tình đam dược đại em cầu sò chân ba trung toát cục ruộng được đại em cá sấy nữa nè từ vay dược nó cua cao sò nấm tầm lấp bề chia con nó cua cao sò rồi tới chặt dược phê dê rồi bóc rồi ba cao sò nữa nè mau tàn tăng chia ăn cái mày xây nữ ai nó cua bề là xây
tiếng đèn mà hai xây được bao phủ ba cầu soi đứng miền cúa rạp hề nè ba pê phật sâu nó chia thị đá hay pê chia phủ ba nơi đèn cà xây nấng ba trùng một tọt nấng ở miền bắc ở miền thị đá đời chấm tới sơn lạnh sơn lạnh bắc rạp và tiền cù ơi nè cầu nấng cài nói mua nén cầm là hà tề vì đấy đời chấm thay chấm đó là cà phê về lía đời chấm mà đái pháp ơi cô nâng tới tập tu po vì bày đa được luôn anh đã về bình cả mầm tần rồi nên nâng thay ắt xong kêu là làm ca ắt xong riết sầm bắp ắt xong ấy chẳng ó cứ nhưng mà cha xong xong rơi vào đây luôn anh nè bày đa thay là o hay thì đà nè chặt chay hay pro pro chẳng ó mau tập chùa khné ơi niệm cảnh hà nó người mơ tam bằng uôi mau ăn miên pin chất nè nà đây đền pro thằng ao nằm nơi ai pan được cạn được cô nấng riết chợ bắp pram ong từ riêng nơi ai được cô được cạ xì lá nông nước miên bể rồng bồi sạt mùi đền cột nà lạ nấng cà chì bọt bòn mua ăn chun nè hay mình to mà tiết miền nẹt cột lẽ thì pí thì bay phèn mà sen thì buôn dụ thẹ sạch thì lẽ thì pram mà hà tẹp lư kề u o nó mà mờ kề máu phân thì ơi miền cầm hà sờ lạnh nhân phải đợi mình sờ lạnh thì muối sờ lạnh nhân pram vậy nè bọt cầm rong ca pram vấp vấp tròn tiết nữa đôi bọt cho lô vậy nè vấp vấp tới chập tới co nè thằng pram nương ấy rút ở rồi chứ về chia miền nam na chập chạy ngồi nè thằng pram nương ấy bàn máu chia và mày chẳng về chia co mình pin tới tì đấy đòi từ rồi vô đây pram ấy chẳng nó pin tới bờ cồn trời ca chẳng ấy thì đà trời ca chẳng ấy co riết chom ơi bàn thằng pram nè từ ấy nè thằng pram nương về từ lớp đi riêng sao là sao mà quên nhảy mình mệt từ bắt tới về từ lớp mà quên nhảy có nữ nâng đầu cua nâng tới hay có vừa đầm na tới cam đầu cua bọc luôn ấy có bám tới miền tập quân mui chẳng tam on nâng tới nông cà nó nén cành hà nâng miền nẹt bầm ra mình ao mình ao chiên mình uống lo thế nè bầm ra nó vừa kịch càng như prọc prọc nữa rồi lại non cuôm tiền mơ tới đôi cờ bắt coi nhá cuôm rồi hốt đờ khá ba lưng mà nơi pua hả non cuôm nó ao cách cách ăn non còn mong nào món ấy à cờ co nó liền viên tích đờ chân tới à mục nó mà nơi pua này nè mơ tới đôi mình uống cờ bắt cờ ba vậy vô ni vô nu ấy chân tới tới khoát tới vai niềng cành hà nâng cho lắng và đây ắt nữ sờ lắng bờ rọc cồn nâng anh tiền nè rồi nức nức hơi bờ rọc cồn nâng tới vừa chân chân sờ lắng nữa vô bờ rọc cồn nâng ngồi tiệt tới lột lẹ mình ao ở đây chẳng phàm nâng đầm thấy nực tê tại xa son kia phô tiệt thảm tôi biết là khi ông sẽ lãnh bóng nóng chiếng kê hay nóng chất nóng chóng tới xâm lập ở đây chẳng pram vô chiếm mà liêng chương bằng anh ôi chẳng thiệt hay đó tới dễ chìa mùi cái này ở đây chẳng pram nóng đông đẹp đông mà nế dễ khóc khóc cái này dễ phía xa ôn bóng nóng và khi nhóm nâng lê bong chỉ vết chỉ buộc bong hay bong chưa mà cha hay từ lạnh bong nâng chiên kê nâng dây chỉ môi ăn chun nẹt nâng để ót đi vào bay ta tới khi nhóm nâng phục vuốt lên chuẩn bát nâng chun bong phải bong hay từng dây chỉ môi nẹt chẳng buồn tiếp đôi chân chẳng ai và cái sầm đây mà ông để nè cày máu chư tập bê chư ở đây chẳng pram nâng từng cưới a chư nẹ nâng cây bị lỡ chư bạch bà rồi chư cả bà ấy buồn nẹ tiếp đầy tí trường tì nâng vô
mà đặt lên phơi cho bạch ơi nâng phạm nè nâng nhưng nâng phơi sảnh nhà ai à, cũng băng để phạm như dễ cho mùi nâng và ông chẳng phạm nâng hơi vì rương ai à, cũng băng để thả ọt bị bày ta tới vỡ cơ rê chẳng bạch ơi đứng á miền miền sảnh nhà ai à, cũng băng nâng ơi ơi xa mây nâng đăng thiệt tiền nâng cầu các ba bị lơ phơ ăn chun nhẹ nâng nè nhẹ các ba ơi ăn chun nhẹ nâng đằng đằng thả ở bị bay đa tới ơi bong sỏi để đây chỉ mùi nhẹ thằng buồn tiếp nhẹ đây nhẹ chơi thì nhà à còn bằng nâng cứ còn thì nhẹ đằng mong chẳng thua sập nhẹ chẳng sập ai nữa để nhẹ rồi tới về à đã lớn đi ăn về đấy bên tay còn để nhẹ cái đằng à đấy bà đó cô nâng nơi không thần nặng chỉ nhẹ bầm ra nâng nên người này cái lo hành đáp bình chân đáp non tết hơi cả hai mà khư này nó đằng bà đã vượt sập hơi chẳng nữa chia sẻ nhà a cầm băng môi gặp họ chọn tề sầm lấp đây chẳng phàm nâng vô chiêm tề liệp trường bòn nữa cứ con được thơ mà khư và nấm này nó đằng bà đã riêng trong tôi sắp đằng riêng trong tôi sắp đăng rường nặng chừng thương sự nhà nặng rồi tới đập về để chạy máu hay ôn trọng buồn nâng màu xùa ôn trọng buồn nâng ắt đăng rường ấy cứ đăng từ rường khruôn ai để nên nâng phơi sự nhà prap ấy chừng cái gì nâng tiếp ắt đăng này để bảo phù sát prap prap tới dây tới đăng rường chừng nên nâng dây chỉ môi khruôn là mấy dây chỉ môi này tay mấy bẹ đôi chân ấy còn miền chết phình tròn người nái thấy cơ ruột chào nên căn là hà nâng ấy tới pre hai một phiến buông chia tập bó tiền pram on lần từ thấy rừng nắng cột nà lạ bồng bồ đề sát tàu quay nắng sầm đầy tiền thầy dương rồi lớp kiệt dương ba mươi năm ca nói dương chỉ ai chun nhẹ nương em nè rồi tới rừng tì pì rừng tì pì miên nẹt bù sậy liệp bẹ so nơi khăn ông pray mau kiệt một niềng pan chật tạ ta vi của bậc tập bạ phù ọt bài buồn ngày ban bỏ được không mà về ọt bài buồn ngày hốt là bay phi côn rồi bo niềng pan chật tạ ta vi chẳng là bay đã ping trên là cô đừng ngó hốt là na thuật trường thuật đây ấy còn loan mọt pan chật tạ ta vi đôi trường thuật mọt cột thô giống là trong cano nè nó cô nâng nấc rồi lắc hơi côn nèng nâng cay lên nòng pe mùi nữa nè bòi hộp tập sửa văn sẽ côn chiêm nè sẽ côn chiêm nè màu chuột chung thế ấy mà nè nó sửa văn sập tè đua tới lọt mọt pan chật bằng chất tạ ta vì đôi phật mặt cột thô dừng nực cột thô giống ấy nè nó phật mặt nực từ miệng rồi anh nè con chiêng mẹ mùi nấu thà là anh sẽ xem an tè miệng nực muốn ọt cha tới á dừng mình phơ đấy bây giờ phơ còn quên ngay dừng non vô mà ơi chặt ra ở cuộc dừng thật ớt miên là na chứ ấy ớt trước nói thế nói gấp nói rồi chân tới côn chiêm mẹ nâng chỗ được nông bì khmau nâng miền bà nạ sà la muối thôi chỉ nẹ bù đài niêng bà nhật tạ ba vi nâng không có thay chỉ nẹ bù hơi có mau phở rục ớt mơ mục ấy, ớt miên mơ mục này ấy ngay tì muối mà phở rục ấy, phở rục ấy tự vinh đó ngay tì pi cả đôi kia ngay tì bay cả đôi kia ớt dây rô tiệt rồi ngay tì bốn cù sầm nên nè sập tập bật từ chỉ tham ở đa thế rồi khi nào để xua phần năng thì nó ho sờ bài á bàn lộn cha đại chuyện này tập bật tập bạc xua tâm tay bàn dây rồi nơi bàn du tịch lại to bị tâm thức ở trên nào ngày tì pram cù xăm tràn chiêm môn ngày tì phổ muối xạ su tràn tì phổ muối năng nên của bậc tập bạc thôi giờ mấy nhầm chán hầm ắt bài buồn ngay bạn bỏ đi phục mà pê
chơi lục mình chạm vinh thì dương ọt bay mà đón cùng bơi ngay á bạn bò thì phục mà bê ọt thì ngay đi là giúp đợi pinh pinh buộc đi ọt thì ngay vậy nè bầu niên nó nè bầu niên phan nhật tạ ba vì nè rồi tên niên mau buộc phục bớt tập bạc thua nó mà anh nằm ấy thật nhóm đọc đi chứ nằm ấy ấy cho lộng cha vinh dương tập bàn phổ mùi chứ nằm ấy ấy cho niên bàn xâm rạch nư nê khả mạng khôn ấy dàng nà hơi ở tế lộng cha ấy ất miên bàn xâm rạch nư khôn ở thua ấy tế dương ấy nê vinh còn chăng đa ca để nê khrup khôn tế nâng của mình bàn ấy ấy mà phục bớt ní nê khả mạng khôn của ất bàn mà tới là ruộng nó về mình xem rập thì dân pi nè thế nó nè mình nuôi mà thật tiệt nó còn ai nơi trầm trai chân bao về mình ban ấy chân nó liền nói thật nhom nó cất chân vui và nằm đang tập là na bà lâu mình trao nhom thế nhom có sóc chất từ nơi chầm môi nè và nâng trôm riêng kia nằm mọc thế nè giúp nâng nơi chầm môi kia từ lần kia tới ai lớn tóc tay đô kho ai ấy nằm tới chụp chung mệt phe chứ nên đồng quân một quân hạ bận nặng tiền nằm một quân tới chạ ra ơi mệt phe nè nâng nông ca nó phải bồng bồ đi sát ca chỉ sạch rốt tam đan rương nâng tiền đằng rương trong ao nâng ấy bàn mau chia cột nà lạ nâng bàn thì đọc tờ nâng này đo tờ rương thì bảy còn là bệ đồng bồ đề sát nó sầm đai nhau ấy còn là mục hạ nó sẽ đạp thấy bệ sầm ma sam phút chỉ nữa sầm đai nơi bị chia đoạn nằng này bệ sầm ma sam phút sầm đai đến phân tế rương ra ở phía tây tạ nó còn là lại nó lợp dục màu ấy ban phật phút ông sầm đai to mà tiệt nằng ạ thì bây nó sẽ đạch nô cô sẽ đạch nô cô bệ đề nó xây từ quay đàn cao xa đối với rương tìm mùi đài tìm bần tay mình nên xử máy ca cho mùi khía thế bà rìa chia xên khía xùm lập bà rìa chia đàn cao xa bán nằm dục hiện dìa nâng máu miên 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 cô hay sạch tìm bần tay lực rào nhé ca chỉ còn bỏ lực muốn ca niên cầm hà con sầy tìm đại thà ở bục bì bà đầy phạm á ná ở phục tí ở phục bằng cao mũi bề chế đánh cao sò ấy mũi tiết và bát đánh ca xây nè để thảo phục tí nó hay đầy phàm nó là lượng ní mọc đọc bê mọc cao chìa cồn bọc rương mũi xây tiết á cao chìa cồn bọc nè mà đai cất hà cồn dân bọc một chấm bề chế nâng cất hà chìa cồn nó bó sạch trời hay nâng xùm lắp cồn dân chìa bịch và cất dương mình ao côn dương trời tự chia sầm lạp thế còn nón vô côn nắng tự đạn được khi nông pre mà sàn tiền song pre nhá là mục mục tự chia sầm lạp ấy rồi chỉ côn là bao sợi trời nông phải ông đáp án ấy côn sợi trời nè của bốc côn nắng cứ chia và bát cao so đại tự chia nơi đan ca xây nắng tự sầm lạp tình đam vô nô cô nữa phần tai mình sầm lạp hết dìa thế nón vô hết dìa rồi bao bát cao sao nó mà thôi chụp hình gì hết cả cồn mà nó cồn trào nằng chẳng mà đai nó khi nức cay luôn rồi chia đèn ca say nó sầm lấp cồn nằng rồi chia bảy đa nó rồi chia nè sầm lấp hơi mình chọn tục cồn tiệt mà đai nó cất được luôn ai nhỉ mình chọn tục cồn tiệt cay luôn cồn nó son sắp xong cũng nung đầy bà rìa chia xùm lắp bày đà nâng mà đáy nó cứt được luôn ai nhé bán vô cô nâng tự đạn ở bà rìa mạ sán hơi ẩu phúc rồi bà cô nâng bà rìa chia đàn cao xó để sao chi bằng cốt tứ chẳng chẳng thêm nè các chi rút bà tê bà đà chẳng bán bần đà là ôi nẹ khuya bà bê nâng kiêng bà bê mò cái lại nâng ấy mê bà bê mùi nâng đặt đó ôi cô nâng bài chẳng đã nhạc về của P nâng bàn chụp hai ca nâng có sở lãnh dốt tới chính chân dốt tới ai của quân nâng chính chân tới của quân nâng ọt miên cốn về ọt miên tực đỏ
đó ở nhân thực đó ai cô nâng bao đó mê và pê nâng tử bao ban và man khai và pê nâng ngọt ai bao đó mê và pê mùi tiết mê pê nó ngọt thiệt đơn chân bờ đó chụp ở đây một là bốn sản lãnh ra trời máu mình đang chơi mình nuôi chừng rãi bây giờ mấy chết chết thì ai ngọt mê và pê giống là cầu dốt tự đạn được khăn ông mang nuôi thùng bịch cái ruột thấy và đại tịch nẹt thì cô chăm đìa là chọc tay cầm cung tức khơi như rớt vô màu xà lanh trên chấm bán thùng từ hột dụ cầm pi năm nè hôn ở dụ cầm mũi tình đọc thấy nẹt thì cô chăm đìa lớn tay thì chô tư bà đi chụp viên phơi chiên chuột chô vây vây xình xình nó sẽ về câu nâng thông về mùi nâng vô câu từ đá chui phơ kịch càng nghĩa không về chữ vẹn nè về chữ vẹn nâng cứ nơi không được cô về đây là xây nâng á nè hơi mà hai xây nâng bình to bị vô câu từ chào không phải mà xa nâng chào nâng đôi cầm non là o không chết đấy cực luôn anh cầm ai về đây chia sầm lạp nâng xòn tam về sna tới nữa cào máu miên câu sậy nè miên câu sậy chia sầm lạp nâng xong tam về sna tới nữa cào máu miên côn sậy nè miên côn sậy chmu cọ rong kẹt tê vi cọ rong kẹt tê vi nâng anh vừa đầm nay cho lan từ chuốc nâng nâng bon nâng anh chờ nữa bên ọt còn nghe thả bon thế mày chỉ mui cái nè bục thì nè nó thấy có chấp chấp vấp món sầm lan chừng đã sầm lan hốt từ mau cho lan từ mau cho lan khóc luộc để sờ lan nhẹ từ rồi hốt đau từ bụi nhẹ nó cô đi rồi nâng đắng ở cơn lắm gặp tôi là bề chế ao chấp bờ rồi nâng máu đầm bay nâng cặp tốt thấy đi bờ rồi vinh thì chạy cái đây tới tham liên tốt nguồn nhá mình men ao sập sùi sùi thế môn nằm sập vừa từ rồi nằm cam ở cây lên sân bán rút cái tay và đá chỉ bay đá này màu trôi chỉ mui cái nền phệ dễ này tiền trôi chỉ mui nền mai xây phệ dễ này nè để cài để nơi đàn cầu sao nâng mình chỉ phệ dễ làm ấy chỉ đặt toán này nhà nông đặt toán nữa nè trôi mau chỉ mui nâng mai xây phệ chia nâng áo ấy mai xây nâng một cặp túi phệ chia riệp rọp rương từ ngõ tiền riệp rọp rương à nè côn pro ni mình men côn ở na tê cứ chè côn ở bắc nhom mình cha nâng anh tam bất bị môn nhom mình cha nâng ban côn mục sa chỉ vua phật ông thả bậc nhom mình cha nâng sầm tam bất nhom mình cha nức cay lô phật ông nâng sầm lạp côn nhom mình cha đòi chặt tục thao chè côn thật trâu nhom mình cha hay vô côn nâng từ cháu nâng phải sma san nhom xôm à hay tốt để nhom ban cả họ phật ông hay rừng ráo to từ tiệt nâng cứ nẹt về và pê nâng rừng vô tới chừng chân hay ao bao đo mê và pê riết rót từng ngón mê pê cho từng ngón ngón tới ban phần đại đặt nông năng chào tới ban nẹt để màu phơi cái càng ấy nông bờ đấy chịu vén nè rừng vô mà chừng chân nâng bờ và ông mình chưa tới hai nẹt từng ngón nâng màu xạ xua chia phần to tới rút cái tay và đa nâng mà chỗ nè nâng cứ dễ chân ngón thì ngày nay nó miền đăng rương sập rụp ấy cứ đang để vô côn từ chào nông bảy mạ sàn tới lên đăng rương thì ta đây tại ở phục thế ao nhiên nông dây đồng o thấy ao hai mà sù bảy chiết chặt chém hai ao mà sù chém hai tới ở phục mà đây đây chỉ từ cô chạm đề nâng rìp rập rập tu bảy chiết mẹ miền côn phật cao thì ná rồi bị năng nâng máu ấy hay bàn tam từ từ sù nè khuya và pê nâng đăng nè đăng tam mà hai xây nâng pháp thả nhạc khuya và bê nâng bần đài miên và bạc sợp bên ngài ấy hai nhạc đầy chân châm và bê khuya và bê nâng mà xua tới thả mến bàn đặt cho năng ni ấy cho năng nâng nâu à lời phong trần phọt tàng sạp pháp bình chuyện dân tới rơ rơ bì bê khmau ít máu bàm sạp bài và tế đi đây làm bình nà sạp bài và tế bà rê chia thả ô
គឺជាកូនរបស់ព្រះរាជាមានជាតិស្មៅគ្នាក៏រៀបចំអភិសេកឲ្យបានទៅរួចបានដាក់ឈ្មោះថាអេលកៈកុមារព្រោះថាជាអ្នកបើទឹកដោះពពែនិងអេលកៈវាពពែណាចឹងទៅហើយដល់ពេលបានអភិសេកទៅព្រះរាជាឲ្យទៅគ្រប់គ្រងនៅដែនកោសលទៅព្រោះដែនកោសលដែលជាដែនរបស់ពុកនឹងបង្ហាញពីទឹកចិត្តអត់មាន ក្នុងកូនកូនចងអាធិតអីជាមួយនឹងកូនតទៅទៀតឲ្យកូននឹងទៅគ្រប់គ្រងនៅដែនកោសលដល់ទៅគ្រប់គ្រងនៅដែនកោសលទៅព្រះរាជាគិតថាកូននឹងអត់បានរៀនសិលសាស្ត្រអីទេព្រោះមានប្រវត្តិចឹងមកមានបានទៅរៀនឯណាវល់តែចោលវល់តែបណ្ដែតទឹកទៅនៅជាមួយពួកចាំដេលហើយធ្វើការងារជាងជួសជុលអីអីចឹងដល់ចឹងទៅក៏បានចាប់ម្នាក់ទៀត ឈ្មោះឆលង្កៈឈ្មោះឆលង្កៈបរោះឲ្យទៅធ្វើជាសេនាបតីរបស់អេលកៈកុមាររាជនោះណ៎ដើម្បីជួយកិច្ចការងារសັບគ្រប់ជួយកិច្ចការងារព្រះរាជាព្រោះជាអ្នកចេះដឹងច្រើនជាអាចារ្យបង្ហាត់បង្រៀនដល់ព្រះរាជានៅដែនកាសីនេះផងចាត់ឲ្យទៅជួយព្រះរាជបុត្រអេលកៈកុមាររាជនឹងកិច្ចការងារក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះ នឹងគឺព្រះបរមពុរិស័ទទាំងឆលង្កៈនេះឆលង្កៈបរោះនេះដែលជាកូនាលៈហ្នឹងក្នុងជាតិមុនហ្នឹងកើតជាឆលង្កៈសេនាបតីហ្នឹងទៅទៅបាននាងកំរងកៈទេវីនឹងឯងលួបលាក់ស្រឡាញ់ឆលង្កៈនឹងឯងចឹងណាហើយឆលង្កៈនេះមានអ្នកបំរើម្នាក់តែនាំយកសម្ពុតនាំយកបោះបោះផ្សេងផ្សេងទៅ នាំយកໄວໄວផ្សេងផ្សេងទៅហ្នឹងឈ្មោះភិណន្តេវិស័យអ្នកបំរើរបស់ឆលង្កៈនេះភិណន្តេវិស័យហ្នឹងត្រូវនាងកោរង្កៈទេវីហ្នឹងលួបលាក់ស្រឡាញ់ម្នាក់ទៀតទាំងបានកោណាលៈហ្នឹងពោលថាណែប៉ុណ្ណមុខៈយើងដឹងរឿងរបស់យើងណាក្នុងការនោះឆលង្កៈបរោះហ្នឹងគឺយើងហ្នឹងហើយរៀបរាប់ទៅបានបាន បញ្ជាក់អំពីហេតុដែលមិនឲ្យយើងនិយាយព្រោះជាមួយនឹងមេតាវៅទាំងអស់នឹងនោះវាមានរឿងដែលយើងបានដឹកអញ្ចឹងហ្នឹងរឿងទី3ទាំងណាហើយមានរឿងទី4ទៀតញាតិញោមស្រីស្រីអត់ចង់ស្ដាប់ទេអ្ហ៎ឥឡូវដល់ម៉ោងហើយណានៅមានរឿងវែងឆ្ងាយទៀតទាំងណាហើយក្រោយមកព្រះអង្គទ្រង់ ប្រកាសសម្ដែងនៅមហាសមយសោតក៏ដោយតេតួងនឹងរឿងដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងកូណាលជាដកនឹងដែរណានៅមានរឿងដែលកូណាលៈបរមពុរិស័ទនឹងបានបាននឹករលឹកជាតិឃើញហើយលើកយកមកសម្ដែងប្រាប់នោះមានរឿងមួយទៀតដែរទាំងណាប៉ុន្តែចាំតទៅថ្ងៃពុទ្ធក្រោយកុំឲ្យហួសម៉ោងច្រើន សេចក្តីនេះគ្រាន់តែជាបជាដកមួយជាពិសេសសម្រាប់ប្រកាសណាគុណម្ចាស់ណាព្រះអង្គតាអូស្ត្រាលីអីហ្នឹងណាបានមើលកូណាលជាដកហ្នឹងទៅថ្ងៃសៅហ្នឹងនិមន្តទៅហើយល្ងាចណាឡើងយន្តហោះទៅប្រមាណ3ខែអីនិមន្តមកចាំព្រះវស្សានៅភ្នំតាក្រៀមទៀតទេណា ណាទៅក្រៀមទៀតហ្នឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឧបនិស្ស័យអធិស្ស្រ័យរបស់ភិក្ខុទាំង500ហ្នឹងបើមិនសម្ដែងកុណាលជាដកហ្នឹងមិនឈប់នឹកប្រពន្ធហ្នឹងដោយប្រតិកម្មណាទៀតញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់បានស្ដាប់ហើយក៏បីយល់ជ្រាបណាចំណែករឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងទៀតជាគុណសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីមានរាប់មិនអស់ថឹកសន្ធាប់ ណាដូចជាអ្នកកលៈមេត្តាអ្នកកលៈបេដាដែលជាព្រះសោតាបានអីឧបាសិកាវិសាខាឯកតកៈឧបាសិកាផ្សេងផ្សេងរហូតដល់ទៅភិក្ខុនីជាឯកតកៈរាប់រយអង្គដែលជាព្រះអរហន្តីដែលជាព្រះអរិយសាវិកាដែលជាអ្នកទំនុកបម្រុងពុទ្ធសាសនាមានច្រើនសម្បើមទាំងប៉ុន្តែឱកាសពេលវេលាហ្នឹង គឺព្រះអង្គត្រូវលើកយកពជាដកនឹងមកសម្ដែងតម្រូវទៅតាមឧបនិស្ស័យរបស់ព្រះរាជកុមារហៅកុមារអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ទៅជាអ្នកមានប្រពន្ធអស់ហើយ
nè chẳng trăm rồi ông nâng đời xa và ông nằm tới ơi khơi tàu vào nâng hay tàu vào nâng cứ và ông xin đây tha tầm no bụi quân thì và ông nâng máu bàn tay về che sẽ bật 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 ở tư thì môn nó trăm rồi thì lơ thì cào bị chìm hiên thì mục thì cào ấy chẳng ông nâng hay miên trăm rồi tiết tiền đây còn ra cậu nà lạ bồng bồ thì sạt nâng từ xoay ruột phải chờ nâng trăm rồi xin tiệt màu riệp chom túc sầm rạp cậu nà lạ và rồng bồ đề sạt từng óc của màn đến từng óc pì pì cầu trầm rối pì lơ trầm rối pì ấy nát chuyền sẽ đắm bốn một cầu tiết nè cùng pel nè từ xoay ngược lại chơi cùng bay trầm đó sai sập chẳng sai sập đã tôn của màn nè từng óc của màn từng óc bốn con chẳng ấy nơi miền niên mê pi nó buồn toàn pi thì để chuyện nè quan chờ nó nâng ấy để phải đóng bồ đề sát ắt đại bàn dây pi rô chỉ mũi nâng thuật vật đường ra nơi quên ngài hay miền pi ở bờ pi hà non đại ca chỉ sát mát miền pi ở bờ pi sơn đại bờ đại chi pi thập bờ đường ra nâng nhầm cái này bát đặt tiền máu khơi ram tại đầm bay bên chia ấy thôi thà nơi nông nông ngày muốn sắm đài rương ra nó bán có màn rương ấy bày rương á ở chậm chậm cái rương lục rù ấy chẳng á lấy khai mà rương tiệt để cậu nà lạ tàu văn bệ bà rông bồ đi sạch nâng bán sắm đài nơi nông nông càn nó bệ chia đài anh cao xoay nâng tự chậm băng tình đàn đàn cà xây hết xâm lắp bà rìa chìa tiền xâm lắp bà rìa chìa đàn cà xây hết tình đàn giữa thị rìa rồi bà rìa chìa đàn cà xây nâng màu tiếng đàn mai xây rồi bà rìa chìa nâng đàn cà xây nâng miền cùa cơ vô màu hay thử lành bình chất lơ cầm cán chìa ác cơ mai xây thấy đòi tập bê miền bọt miền bọt bọ hai cột sỏi lanh bên chất đối chiếu bọt phần cao phần chân rồi bà cầu sỏi đó nữa tiền đòi tập về hôm nay nâng riệp chom áp sai ao từ khung riệp nơi ai đèn cà xây nơi cua phải riêng nơi xây đèn cà xây á tiền ao từ khung khung nơi cua khang bay đa nâng tề đòi tập về miệt đa nơi ai đèn cầu sỏi này dù nực côn chom từ xua cột nâng cổ riệp chom đời bỏ qua dạng trơn lìa Prisvamay và bạc đèn cầu xoay nâng tới tới chụp xùm ra nơi nâng tạm phơi đặt tùm nặng tạm phơi nông ca nông miên priêm mẹ nốc mình nè chmua panh cha lạ chăm đẹp nè miên rù priêng xa tên nông vô bỏ bỏ mặc phai đờ ác mai xây nơi bề chìa bằng chà là chạm đệ nắng nếu người nơi tròn thì khơi chập chập từ lành vật nắng cậu nà là xạ cột nạ bề bồng bồ thì chặt thì cao chia từ vài nắng lơ chuột rương xây xây má đầm bấy prap đờ từ vài con là mục hạ nô thấy bề chìa đoạn nắng bề sầm sầm phút và ông trung tra sầm bay đầm bấy tu miên bị khọ chẳng trăm rồi ông thằng cao là dạ vong bị rồi hà sếp thằng sạc dạ vong bị rồi hà sếp để tự bù hơi đầm bây bồi chia thoai bởi ông đòi cụ bởi nhiệt rồi phê rì dìa nâng có chơi tập nhờ xùm bọt tới đâm nhờ tới nấp rửa lực và mây chẳng ấy lô co rung chơ bằng chua nông chết nấp phê rì dìa nâng để tập để riệp cả hơi khla du nam ấy khla nức rồi lực nấn và ông non từ pre hai một tiền nấn ở khơi tàu vào nấn thấy và ông sùng đánh cậu nào lại chìa đọt đầm bay chuối vì khọ chẳng tham rồi ông nấn thì và ông non từ đòi rít nấn và lại đòi hôm nay phải chìa đọt nấn phơi vì khọ bán sầm ra quân được thôi chân cua muôn màu vinh đòi luôn ai thì đòi rít luôn ai cậu nào là pre và đồng bộ để chặt nấn bán riệp ở rọp rương ra chỉ vết để khắp chùa và sọt màu nắng nông ca nó cậu nà lạ và rong bồ thì sạch nắng cứ chế bằng cha lạ chạm đẹ nắng ảnh cậu
có ban nơi pi bệnh ngay cho mùi nâng ác mai xây tới chẳng bắt ca mê tầng ốc nha rồi bà rong bồ rì sạp nâng còn chẳng thấy rồi tôi có phải nhập với đồng nào tự đàn ca xây nơi chỉ mùi con nâng mình ban phòng mà nó phải nhập lia con màu với nhá màu bó tầm nạ nơi nâng chú chỉ mùi nâng bằng trà lạ chẳng để nâng pi bệnh ngay thì nơi vực vật cả trúc xe lợi chỉ mùi nè nâng rồi bán phơi đầm nào mà hơi chặt tăng phí nâng nó nâng mình chú ấy nâng tích lia bê xoa mấy mà xù sọc tộc cầu nè nâng nâng pi bệnh ngay tử lia con mà với nhá phí nhập nhập mà với nhá nâng pi bệnh ngay tử nâng nâng cả nó mà nê con nạ mục hạ bằng trà lạ chẳng để nâng mình cứ đà nà thế cứ dược nâng ấy dược đăng rương rai nâng cho bà nà thấy bây giờ đóng bồ đi sát cổ nà lạ sạc của nạ nâng cả bàn bồ to từ tiệt tiệt dược nâng cứ chìa bà rào hát cho bó bà rìa chìa nâng nông nà cô môi nó bà rìa chìa trông bà nêm kênh nà rạ miền mà ai xây xmô kênh nà rầy dần bà rìa chìa trông bà nêm cân là rạ nâng cực rộng nơi nông nô cô nâng miền miền dương đại chìa bằng cha lạ chạm đệ nâng đại chìa bà rào hết nông ca nọc miền mà hai xây chmua cân là rầy nơi nâng vị miền bà sạp nâng nông bà rào mê chìa vẹn hơi nơi tì khang cao vì mệt nâng miền tàu pri mùi thông ấy mệt nâng miền sùm giông vì lơ cầm pê nhá cầm phê bà rê chờ vẹn nó vì sùm giông chốc tơ mà khang thiệt nơi nơi tì khang cao cầm phê bà rê chờ vẹn nâng cầm pê nơi tì khang cao nâng nơi bọt nâng miền mà nút côm non cao mà nè rụp riêng là cọt đốt mà nút prét chẳng thiệt bên mũi niêm cân ở đây tv ban khơi mà nút non côm mà nút hay mà nút prai tất cả co vận tải cao hết dịch đây sài lan mà nút nâng làng chẳng nè đo đo từ cao dịch đây sài lan chấm chấp sài lan giờ cao lắm riệp chấm à ha là o là o chọc đạn bằng vạch đạn được nong phê chuyện này mẹ tiệt chọc tục dục lan luôn lôm bề rìa chia đau chỉ cái này hà nâng ao bề rìa chia nâng tôm luôn luộc cái đó là triệt tới nè đặt sai chọc ta mình ui nè rồi từ sổ qua lan đau pin nâng anh chân chọn sai thì mê pin sầm rốt chọc cái tiệt chia chia nó phần nắng á vô ha bò được khóc đó là o là o ơi bò rót nằng ấy hơi có trúc sơ chỉ mui nằng bò rót nằng thì cái đây tre trà ao nằng về cao là ớt miên rơi mà nuốt niềng cân ở đây nằng rơi rơi thành chẳng ăn chừng rơi rơi rồi hốt đà prehri chia bát tẹt sân bình được cô thấy sập tề máu khơi bà rọt nằng xuống bà rào hệt gì nó miên miên chất mê ta cả na bà rọt nằng món chẳng bình rìa chía nè ấy xuống bà rào hệt thà rụp riêng chân mình nuốt nằng đôi chỉ mình nuốt prẹt đôi chỉ prẹt nữa bà rìa chía nằng ấy để nằm à hai đầm nuốt prẹt mà nó phải đến chấm mình đang chỉ miền liền nam mà sài lan thế nó dễ chấm chẳng miền này rồi bỏ rồi nó cao làm khớp nực hơn nhở bề chơi bề chia ở đằng này xây nó mà sài lan dường thế nực nông chết đi rồi tức tam tam nó chô nực nông sầm mau mà lúc chơi con để mà đo nó lưu sầm đây cầm hộ mấy cầm mau vui mấy bọn ấy à lại nhà luôn luôn bà rìa chia ở tùm luôn sốt tia măng dần mình là mạng là bố mấy bà rò cùm nâng mình sốt bột trên nâng cro tư liền tùm lọc cro màu ấy tia
có phiền mà đại dọc lần lọc bốt ác ấy biện thì chia tầm năm nó bắt mà khang rồi bắt em bởi vì chia chập khó tàn bàn hay bàn chập khó tàn bàn tiết tập năm nâng ấy để bởi vì chia rớt vô máu hay xài lắng ôi mai xây và đập à lăng cà nâng tư ấy tôi có họ bởi vì chia thà khô cho đòi chiêm phơ bà rê chia thả ế trâu tài mau biết ăn dưỡng hiêm nâng tư tập đó thả khôi tập tam xua chiếm chiêm thả ớt miên phong này xây ớt miên vô mà ai phong bà rê chia bó hàm hiêm nâng tư khoao kêu mục bán phô lập rạp bà rộng phô rịch sát tập bích bà cất ấy đôi biện này anh thả chăng bích chức khiết vô tập hai chì vết ai bà rao hết nâng luôn lôn thì bích chức khiết vô tư rẻ xa tục ớt bà hai chì vết mọc luôn lôn bà rê chia bà ông ơi công cao khăn ấy mùi nhân hai xây bọn riêng tư chứ mùi kia nâng tu bằng cung mơ sọc mơ tê kê tê bệnh rộng bồ sát luôn luôn bệnh chia tê nông bệnh chia tê ở bàn đăng rương sự hiệp này sự trí tương lai tự tam thông mà chia dạng na mơ mơ tới tới chuộc rương mùi thì thầy mình nè nâng quạt riệp chăm và quân con cầm mông nâng ao miệt đây nè tầng hai con cầm mông nâng từ riệp cà đặt nơi con côn đặt tay bật tiếng nôn ấy bỏ qua chớ nơi giang sập bơm đấy nè bề rầm bồ đề sát bằng cha lại chạm đệ nâng tu bề chia thả niên cầm ma đây nè niên cầm ma đây nè có ông ai sẽ lãnh bàn ta không dây chấm á và nụ kê u o hai hòm tơ khai luôn tới phơi chứ mà nụ thăm ở đa tới chẳng hay về bà rong bồ rì sát nâng thạp chấm chăm bì sao mơ đó nòm thì nè bà lưu dặn lươn tới sạc nơi bì mốc phơi chìa viêm nuột mùi băng đặng thì chìa không nâng ai chẳng bằng ở chết rồi tới bàn cha là chạm đệ nó mong quay phơi thôi chỉ dùng đó tập về buôn hai con còn mong nâng tới bị đá xù ôi mày các bạn này anh dùng sao bọc luôn cho bà mình ôi lục trực thầy ơi khi mà mau bị sọc ngay tập buôn nó mà chư po chong chong tờ lê ơi bạn na ở miền này chui tới rồi thì nhiệt mình nè chui gầm bàn phong và sân vào miền sạt tây mình nè tới chui đứng lọ giang nè ấy lục sư thầy nó gật lưng a mên na bạn niệm na tới chui mơ lục sư thầy riệp chom tục đạ con trai đâm bay ới bạn mong quân lọ miên con cháu lọ ới con trai nó chôl tới lục sư thầy a mên na mong quân lọ ới con nó tới đâm bay bạn chui sưng khrua kê ới miên con nó bạn bấn ới gật chong bạn cháu nó riệp ca ra ới chắp bạn cháu vì miền mông cổ kia ba cả làng chẳng chẳng, ai con tụm mông anh chồi tới nè, phần để chồi tới chụp bề chiếc vấp bàn bề chiếc bạn, mình sẽ tu chạy máu bảy đa su con, là con say bảy đa con pro con say bảy đa ơi con pro áp đội mẹ chân, hai từ tiệt bạn tới, bán bánh cha là chẳng để chồi tới chụp bề chiếc. นะบริเจียนชรีบมาเรื่องนั้นจะตนอมទៅពិសោតរូបឧបាយវិធីផ្សេងផ្សេងឲ្យបរិជាយល់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងពេលត្រឡប់ចូលព្រះនគរវិញលើកលែងទោសវហាជីវិតម៉ែស្រីកិនរៃហ្នឹងទៅឲ្យទៅនៅឆ្ងាយទៅហើយមិនផុតពីរៀបចំអភិសេកស្ត្រីម្នាក់ដទៃជាម៉ែស្រីតដែលឡើងវិញណាហ្នឹងហើយព្រះបរមពុរិស័ទ ណាក្នុងភាពជាតាវ៉ៅទៀតណាកោណាលៈនេះសំដែងច្រើនណាស់ណាពីរឿងរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សគឺជាអាវុធរបស់ស្ត្រីទៀតណាគុំចាស់លើកពីព្រះលើកពីរាជសីរាជសីដែលចាប់សត្វមានអាវុធ5ណាទៀតមាត់1ជើង4ចាប់សត្វឥតត្រាប្រណី រាជសីយ៉ាងណាមិញស្ត្រីចាប់បរោះដោយអាវុធទាំង 5 គឺរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សណា
cam bậc quân từng lái đôi chỉ play chờ pull đại bậc quân body pull hay nâng slap cam bậc quân đâu đại bậc quân chụp ngục từ hay nâng đó nơi sĩ cây slap đời xa té cam bậc quân nội ấy đôi chỉ bậc quân body pull nơi play chờ pull hay cái thì nâng tiết cả na cũng chắc thì muốn mời luôn ấy cho nè vậy vậy từng o mà chia sợi sai sắp cái nơi nông nông đài nó đến cái nông cột nà là chia đọ bị đọ mà dân lên hốc sắp mùi là muốn triệt chẳng tới hay thua nấy cứ bê và rong bồ thì sạt nắng sầm đai người đi vào áo ấy còn là mục hạ sẽ đạp là có bàn tay bê sầm ma sam phút và ông lơ kêu bê sầm đai rồi bao sạt tàu vào trong còn mà nắng ấy mọc sầm đai chia và thua tê sna chia cột nà là chia đọ nắng áo ấy đọ bị khó nơi bề hai một bên lơ cầm bùn nung bề hai một bên nương ấy sẽ đập nè và nâng chân cho nơi miền tây rồi bò cậu nà lạ bề rồng bồ thì sát nâng to từ tiết thấy cái nông cạn nó sẽ đặt tham át chỉ bề hà nam tiền tập bò ấy xây bàn là thuyền nghĩa chỉ bề sư đầy bớt bàn chỗ từ sẽ đập bề rồi bò cậu nà lạ sát cả vài chỉ bề rồng bồ thì sát cái nông bên lâu đài thấy mà nút tê áp viên mà đâu hề tê và đa krup krup chuan tiền tiền phun tê và đa cắt tê và đa tiền mọc sạp đập sạp tàu vào tre và đồng bồ thì sạp sầm đầy và thua nông trại nọ nên khi ông ta này bắt bần to sạch rương bần tích tới làm bề bàn chìa rương ra đòi bật tê cả na đó bà phê sama samput đây bà âm miên bầm non đừng chui đó thì khó chẳng ổn đâu ở lúc bạn chết ngọp rồi ngọp mình nức ở lo hả lấy đó trong trụ xá hay bạn sẽ bạc thị chết sẽ đập ở đây sẽ chạy thua bạn sẽ bạc mẹ phò thì xong ạ mô mô thì chuyện bằng to cho tiền nơi nóng cậu nào là chuyện đó miền rương ra bệ vỡ rộng bồ thị sát sát của nạ của nà là cứ tàu vay tiền từ nà lẹ nó cứ sát tàu vay không tiền nó bệ vỡ rộng bồ thị sát cả chia tàu vay miền miền tập quân tra na miền mê tàu vay nó từ ba âm tiền còn để thả ở cà phê về lia kia nó phải ông nam bị họ từ chuột nó tàu vay nó đầm bay sầm đen âm pi tô rồi bọc hệ gì ai bị họ nó lột rồi sai chết bị can nó cả lo lại về gì hết cầm dốc nó phải mà trả giá thua nè ai có bàn ở cá chui phê gì đang đây tiền bàn ở cá chui phê gì đây nó lo lại đây mà tam đây khơi đây nơi không phải mà trả giá thua có chỗ cầm nô không sầm nạp thì gần đây đi vòng thoát có bàn đăng vì bây giờ nơi phải mà trả giá thua nè nâng bờ tây rồi bọc phải làm miên được phê bây chui sập lô và ông hót nơi không sang xa rồi vật đi đời dạng cây lên tại và ông nơi bờ cài nữa nơi bờ cài làm bây chui sập sang sập lô để không bật tay rồi bảo ông mình miền tô mình no mình miền ca lùm ba chừng yên chừng ở chỉ ăn cơ sở y tế cứ bật tay nâng rút thoát rồi lá vì cái đây tục đòi tô mình no đòi cái đây chừng yên chừng ở và ông sầm đai và thua miền ở các châu cam ạ là hát tập phật là mà bạc phlem từ phòng châu dây mà thà châu này bên phlem chẳng thể cái nhiệt bên nó chỉ ả rom rồi bó phật là nhiên là hai tập phật là mà bạc nữa từ phòng châu phật là mà bạc rớp chỉ pro cả đây ắt miền ở na đôi bề sầm sam quốc tế cái nông ca châu phật là mà bạc cứ bạn đây thả bà ông nuôi nai không sang xa rồi vật gì vật những đò giang cây lên bà ông châu này tiền rưỡi rưỡi chừng bà ông nuôi nai không sang xa vật đói bê bạch nha rồi bà ông miên bạch nha nhiên hai nâng cạo rồi nà nhiên để dân phai bằng cung bê nâng cư tự đo bề côn là bao bề ông nàng anh cô nàng hay bề sám sám quốc bề ông sám đại ông pi sát tập vậy nương đại chụp chung tập đại bò thì sát chẳng chơn chẳng sát nông pi chẳng tập bò hay say chẳng nệ thần thục chẳng tê và đa khúc chọn mọc sấp đập bề ông sám đại nơi tô bề bò phê gì chẳng
mình mình nẹt sẽ đạp nâng tịch trầm tề còn là mục khải nó màu trời nó bây hà non nông ca nó chia sẽ đặt tham át của mao bây sẽ đẩy bớt nia rập tẹt tập bò ban áp hình như nó có thể mao đây nơi bậc kia tháp sen sen tới bây át tập cả tháp có bình dương sạch rương trong ốc nâng rồi hốt mùi bì bay buôn mao miền rương panh chập pà bảy để dân thoát lưu panh chập pà pá đó chứ nâng có cậu nào lạ bây vào trong bồ đề sạch nâng xâm đại đó nè niên panh chập pà bảy nâng niên nâng miền miền sập hiệp ạc rõ đại chỉ pha là bọc ba pram giang chứ cứ đáy chương thế cho móc ngọt không phải lại viết voi thông tôi ấy chân tử nó đôi côn bày xa chân về khâu khi mà nuôi tham ở đà nơi nâng phu muối thằng ca khâu phía là cô về liền là xây có phần tay liền liền rương ra chỉ mùi nâng nâng panh và pa pây nâng bề đài bề rìa chia là cô bề rìa là xây nâng anh khai luôn vào ông riêng sơ ca bật pi nè sọc ta tê đi vào ông riêng ấy dạng na nâng sơ mơ ta sơ sao vào ông riêng ấy cứ đầm bay nâng vào ông ban đăng pi cầm học vì pro miền ở ná từ trên đây tha bần tô ấy oi sẽ đạt được miền là sơ xa từ nói bề chia lục chiếp nặng bề chia bạn triệt nông sĩ đây nâng ba châu cho nông phùm sọc nâng đập nhẹ sọc như dây kia bật lâm luôn lại luôn nâng về dục dục chẳng á đó tới cả đó phùm cái lại nâng tiền phùm cái lại nâng niềng panh và pa pây nâng việc chầm ran vi mau hay chè cầm mông chè ấy hay nấy vấn đề nó lên chỉ mũi mềm mềm chẳng bề nâng ruột châu ruột lang tới từ ba nâng bề chìa ba nâng bề chìa hay cậu nà lạ rồng bồ đề sạt nâng bàn sầm đài nhá cho bề chìa nâng cứ dơ nâng cái đồng cào nó bàn chỉ dơ về đằng đường nâng cứ bề rồng bồ đề sạt này ba tới bề chìa cứ chập đài nè bề là ba nâng chập đài chui tục của mọi đồ luôn sắp tới nhiều chui đó bay đôn bao phò ăn nóng chừng đau dầm nách nấy sầm phò đau nách nấy sầm phò thắt thắt bẹ đẹp ba phò hoa nóng chừng cứ sầm phò nâng và quát lăng đụt chuyển tiếp mau món thế nè nhiều chui đó phò ăn hay mà rút riêng đôi côn bị xa chừng chừng nó miền quê miền tây miền thông miền tôi đây nó cả đôi kia luôn nâng cỏ miền thông miền tôi này nâng mùi ba từ lơ mùi ba từ cao mà mùi thông mà mùi tôi chỉ mong nâng đôi phai cro chân tư một nâng vía tư có phần tai bề chia túc bề kia ập bàn chẳng sầm pho nâng cứ thả nhui rồng chuột nhua rồng chui tôi chỉ mong chẳng cái này nhầm tha nó chọn trời không nè đây sầm pho nó chỉ tết riết chi sờ lạnh mong tục riết kia nó mình bán chọn chọn chập chọn pa sạch kê nó món nó tiền pa từ nâng dân đăng hay ta sạch nuôi sấy về tuần chẳng mấy nữa thì nó tuần vấn đề này về men trên từ tuần tham ở đá tuần tới việc chọn vô ở đây sờ lạnh nó màu món nó tiền chọn tại pa chọn tại tiệp chọn tại ngài nên người ta rút về cọ bật lên ngài tử nè xưa thời này ai miền đây hay cho ớt thế tu khi ông ở miền đây ớt miền qua cả sa chế nhóm miền đây nào dân trời ca niên chỉ một phần để khi ông tập gặp này ở khi ông xem niên miền tiếc nơi tại ai chừng nơi tại ai mai ở nơi tiếc mùi sen tiệt mày ơi ơi cô nâng nơi tại anh rút ra cọp về
nâng tới xôm tiền kế của xôm tới ấy cái ấy tới ấy tài chui chăm chui trong lúc bầm rong chui ấy chăng ấy cột nâng châu chật lên khi khi ai nó rôm nơi chăng tới chăng rốt tới từng chút prap mai ở phục mà đây ta à miền bờ na chẳng bàn tuôn ai chụp đây vô kia thôi rồi ắt từng mỏm mới con và xa nữa tới thiệt chăng nên nó mau bán bờ rìa chia nơi chỉ mui từng chút này thấy bờ rìa chia chọt chùm bẹ nâng thọt thập bẹ nâng dục lăng phiệt luôn màu à màu từng dục tới từng dục nè màu bị chết môn nâng băng dạ ba bây nâng có cao hết chìa cô nẹ cỏ đá chìa nẹ cầm sọt đá thế phơ đầy phụ lê chìa mùi là mua cô chìa mùi chìa băng ấy ấy chân tới đầm bây phơ chìa chàng tê bây đá bạch chế cập bốt mùi ông lúc nâng nâng cụ hiệp núm miền nhộ mùi hay lúc trời ca đầy nâng vô từ bắt cái lại chó lắm và hồng chó lắm lúc trời ca đầy nâng được nói lúc cam bát thì muôn tư tất mà đó cái lại niềng nâng cùng phung chạch phơ ở đây nâng mà nâng bị chuyện môn này niềng bàn nhập bà bầy nâng khăn mong dân khăn bây giờ phải chơi cực bột ba tròn là khăn nâng xùm lân tư thư mặt vía tư thư đầy thư chơn đó cho nên đấy mà xong nè đây chẳng nói rồi đấy mà xong nè xùm lọ xùm lân chất ở phở cả đàn sắp tới bây giờ phải chơi cực bột quân nơi nghiêm nhìn nhìn bộ phía đôi phải chăm tình quân màu chẳng mơ tâm đoan tiết ô anh sẽ đây ôi mấy xa là khăn ọt khăn có cá chất chô chất làng vĩnh bụt đây mà đóng là môn đặt chô bà nó đặt được nông bà thầy bệnh chế phút vô đây nó mất phơi chàng bật cho luôn vì miền bảo không cho cho luôn và nâng niềm nâng cái ọt miền tư tê và lô tư ấy nó mọc cá hết chỉ niềm thằng giả bà bây nâng đòi đòi hôm nay này cả khăn cao nâng về ta máu à khám ai ai phó khám ai à xó ai phó xó thì nào à khám ai nó bạp á cái mà bạc nó về ao chân đời xa tốt này ca không cáo ơi mình không tự chăm này ná chăm bây phải chơi cái bột cái này bạc về miền Âu Bình sẽ phải chạy cả tài máu à này lọt sẽ lăn à bẹt mọt sẽ nâng tới à phơi cho mông mà đi đã bây phải chơi cái bột đấy mau bên đồng ngót trên đường đây đường trường ấy nâng bàn tay a đi xoăn để ban ao đây tới nữa nè bột đây chập bạch đây tới nè cùng lăng đây để bột chập bạch từ nên cứ sùng phật lăng nơi nương đầy nào mong chừng là ấy về mình miền tây đầy rồi nè về miền phố về riết chom ơi sùng phật nằm sắp sai bên cài tới trong ở chẳng bán chỉ phải chia chọc chuẩn bị nằm thọt thập bị nằm miền tây chừng nè màu nó ở miền trong mà mơ ru với màu thì dục miền tây lọ ấy ru màu nó ở miền trong mà mơ ru với màu thì dục miền tơ lọ ấy rụp phần tơ tại ban pa hơi cứ thà chặt nâng về bắt túc bắt còn quá thì à đây thì cái đây sập bay về cao lên lâu khỏe về cao lên nâng thao thập bẹ nâng quyền đây đôi chìa năm cái ho dân à nâng bạn về chọt chặt nữa nè về phơ ao chặt nâng về sập bay ắt miền khoa khoai rương túc rương còn quá ấy tiền lâu khỏe đây về cao lên và có đây kia kia được khang khá pro để thao thập bẹ nữa ai nâng riêng miếng pan nhập ba tây nâng ngày mà chết về chụp đào màu nữa tay ở mà riêng đó nè về mùi nữa bột nướng cật cà rốt lệ chèm hay miên kêu ấy chân tới màu mơ mà ấy tới thà chia ba toa tệ bài bài gia lê tật đau tật đỏ miền tật mông miền sọ kêu ấy nó bàn ai chia ba rô thẹn chiêm nâng bàn tận nông chỉ cập bè mà từ nó thì nó từ là thả bài bài già nâng ai chia bàn đang từ rồi là thế nhưng sự nẹt cò ấy mà lại nó là pro à riêng bài nâng về sự đáp tại cái nẹt miền thì nó nẹt cò về đại bàn từ tu tiền thế từ hết lần nó từ là ba từ chết cái nẹt miền
ទៅនៅក្រែងលោកកូនប្រសាយើងទៅរកបានដឹងមិនដែលឃើញកូនប្រសាផងទេណាតែនឹកថាឥឡូវមានកូនប្រសាហើយសួរកូនស្រីទៅប្តីកូនឯងទៅរកបានដឹងទៅរកអូខ្ញុំមិនដឹងទេចាំមើលខ្ញុំទៅសួរគាត់សិនណាចាំជប់គាត់មកណាពេលទៅគួយសង្កត់ប្របងប្អូនអាចគង់ធ្វើការຕົក អើកាតុកផំផំផងពុកនឹងតឈឺនោះមិនដល់នឹងដឹងថានាងនឹងមានអាការៈកាតុកអញ្ចឹងសួរនាងកាតុកអីហើយនាងអញ្ចឹងនាងកាតុកអីអានាងអូនផងមាននាងអូនផងណានាងអូនកាតុកអីបានថាប្រាប់រឿងទៅទូលព្រះជាអីសួរថាអញ្ចឹង បងឯងអាចរួចបានទេបាយ៉ាស់នឹងជាឆ្នាំជាបាលឪពុកនឹងអូខ្ញុំនឹងទៅរួចណាទេព្រោះអានឹងវាសម្រាប់តែគេអ្នកមានព្រះជាអីនោះអត់មានដល់អញ្ចឹងទៅឃើញប្រពន្ធនៅតែកើតទុកអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញអីទេចាំបងព្យាយាមនឹងរួចបានណាព្រះជា បានរីករាយសប្បាយជាមួយនាងនឹងរួចទៅក៏ចេញពីយប់ទៅទៀតទៅណាទៅគិតទាំងគិតថាបើយើងយកនាងនេះមកនៅក្នុងព្រះនគរមនុស្សម្នានឹងថាយើងលបសតិយកបិសាចមកធ្វើមហេសីគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយកមកឲ្យបានទៅដល់រកឧបាយដល់អញ្ចឹងទៅស្អែក ឡើងនឹងឯងណាថ្ងៃឡើងនឹងឲ្យគេដាំវត្ថុបាយ៉ាស់នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវតាមដែលនាងនឹងប្រាប់ទាំងអស់ហើយខ្ចប់ដាក់នឹងស្លឹកឈើទៀតស្លឹកឈូកយកមកខ្ចប់មួយនឹងគឺធម្មតាមួយទៀតនឹងឯងដាក់ស្នៀតសក់កែវមណីទៀតណាហើយតែចូលាមណីស្នៀតសក់នឹងជាកែវមណីដាក់នៅក្នុងកញ្ចប់មួយទៀតពីរកញ្ចប់ ណាពេលជប់ឡើងយកមកទៀតយកមករួចទៅរីករាយជាមួយនាងបញ្ញាតាពេលហ្នឹងប្រាប់ឲ្យយកទៅឲ្យលោកឪពុកហ្នឹងក៏ពិសាក៏ជាប់នេះមុនណាអាចជាប់ហ្នឹងអត់មានស្ងៀតសក់ណាហើយអាចជាប់មួយទៀតហ្នឹងចាប់ដល់ស្អែកឡើង នាងនឹងបានយកទៅឲ្យពុកឪពុកនឹងគាត់គ្រាន់ទទួលទានបានមួយចំណែកប៉ុណ្ណឹងវាជ្រួតជ្រាបសពសារពាងកាយចុះអ្នកក្រវាមិនដែលមានឲ្យជារស់អីជ្រួតជ្រាបប៉ុណ្ណឹងអូមានកម្លាំងព្រឹសឡើងទាំងរួចអាណិតប្រពន្ធអាណិតកូនទុកឲ្យពួនកូននឹងទទួលទានបានដើម្បីអ្នកមកចប់នឹងមានកម្លាំងកំហែងមែនទេហ្មងចឹងណារួចទៅមកចប់ទៀតនឹងຕົកវាស្រួលបួលណាចាំបន្តទៅពេលក្រោយ ខ្ញុំទេសតែជាប់ខួរម៉ោងបន្តិចចុះណាតែថាទុកពេលក្រោយមិនទុកអាមេធុបាយ៉ាស់នឹងមកទៅជាប់ទៀតហ្នឹងតែពេលក្រោយណាដល់តែពេលស្អែកឡើងព្រះជាតុបតែងប្រកាយហើយប្រាប់ថាទៅយកស្នៀតសក់មកយើងអ្នកដែលទៅយកមកនោះថារួចអត់ឃើញបាត់អញ្ចឹងឆាប់ចាត់ចែងនៅឆែក ឆែកក្នុងវាំងឆែកក្នុងព្រះនគរឬអត់ឃើញឲ្យឆែកក្រៅព្រះនគរទៀតមើលក្នុងតកូលអ្នកក្រក្រអីហ្នឹងហើយឆែករស់សັບគ្រប់ទៅទៅចំផ្ទះនាងនឹងឯងទៅហើយព្រះជាប្រាប់ទៀតមើលអាកញ្ចប់អីស្អីហ្នឹងមើលឲ្យអស់គេទៅចាប់ឆែកឃើញនៅក្នុងអាកញ្ចប់បាយនឹងចាប់ម៉ែចាប់ឪនឹងមកទៅអត់ទេខ្ញុំអត់មានចៅខ្ញុំអត់លួចទេបាយនឹងគេយកមកឲ្យខ្ញុំទេណ៎កូនស្រីខ្ញុំ ສູ້ກົ້ນໄສນັ້ນຕິດກົ້ນໄສນັ້ນຖ້າປະໄດຂ້ອຍຍົ້ມມາປະໄດນຽງຫນ່ວຍນາໃນນາຖ້າອັດເດຂ້ອຍມັນໄດ້ເຄີຍຫ້ອງມາຕິຍົ້ມໃຫ້ບາດນຽງອ້າຍຮູ້ປະໄດນຽງອ້າຍມັນເຄີຍເດຄືງອບໄປຕ້ອງອໍຄະນີ້ນັ້ນຕັ້ງແມ່ຕັ້ງເອີຕັ້ງນຽງນັ້ນຕົກມະດາຍນັ້ນຍົ້ມຫຼັງຈັ່ງເຕີເດບໍ່ຮອດກໍຕ້ອງກາບຕູນປະຣຽດຊີ ព្រះរាជានឹងចាត់ឲ្យគេមកសួរទៀតតើអាចចំណាំចាំអីទេប្តីរបស់នាងនឹងត
thật nhóm chùm nam rút ọt ba nê bồ dục ngờ nghếch nâng mục mọt mấy tê bần tay bờ ơ khiêm chập tay nhóm chùm nam bàn bởi kè rừng sủa đai gì đem bồ nà chẳng bởi chế thả bần chẳng bởi chung bọc rau thằng o đầm bây ơ nên nâng chập đầy phơ chì viền nôn muối bất cho và hông viền nôn nâng xùm rạp ơ lúc đầy tờ nó bê lại chắp đầy nó băng về nôn thì mình ai khơi mục đi nó bê ai về mù là rộm thầy thì tạm bất về chia nó nên nên ụt bài có dòng mấy chàng mơ sẽ đập tòa tiệt đó thấy nôn nâng 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 mau bằng hai kì nâng sân môn đập bông nâng chô về nôn nâng mà nẹ cái thang ngọp á nâng là nát thơ phở đầy về đi ម្នាក់ម្នាក់ញាក់សាច់ទាំងកពីថាអញ្ចឹងព្រឺខ្លួនហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញខ្លួនគ្រាន់តែឃើញរូបនាងហ្នឹងហើយឲ្យនាងហ្នឹងចូលទៅក្នុងវិញនួនទៅម្នាក់ម្នាក់ហុចដៃទៅញាក់ព្រើតហ្មងចឹងណាញាក់ព្រើតនឹកឃើញអើយបើសិនជានាងនឹងបានរួចខ្លួនមកអស់ដីស្រែចំការអស់មាសអស់ប្រាក់អីក៏បានឲ្យតែបានមកធ្វើប្រពន្ធ ព្រះរាជានឹងចង់អញ្ចឹងទេចង់ឲ្យមហាជនទាំងអស់ដឹងអំពីសម្ផស្សរបស់នាងហ្នឹងចង់ឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងដើម្បីដល់ពេលព្រះអង្គយល់មកហ្នឹងឲ្យគេយល់ថាដែលព្រះអង្គជាប់ជំពាក់ប្រទីហ្នឹងនឹងសម្ផស្សហ្នឹងកុំឲ្យគេថាព្រះអង្គឈួតណានេះឧបាយរបស់ព្រះរាជានឹងអញ្ចឹងទេម្នាក់ម្នាក់គឺថាញួរញាក់សັບសាច់ទាំងអស់ចឹងនាងហ្នឹងគ្រាន់តែចាប់ដៃគ្រាន់តែសម្ផស្សបាតដៃចាប់ហ្នឹងគឺអត់ទុកស្មារត
chập rồi chân tới ọt đỏ đại à nè lúc tao chập nữa nữa to là nè nè phơi cá nữa nữa đặt mỏ bọt tới bà ốp nhẹ luôn nè thuần khô đó còn năng nè chẳng nè lực ta là cái bài nhẹ luôn rốt nè tổng ọt chân tới cất riêng từ riêng nè cất cất chân ba nè anh nè anh ngọt phơi chia thể chia chân ai mà nơi chừng môi đừng phò nâng về chuột chèp tới phơi lịch lèng á hốt ắt ắt miên khai là ra chụp đầy về chia nâng đá ở về chập ba lo dường tay đây đó về chia nâng đám trẻ lúc của họ chơi tới nè nó sẽ dây mà ông trẻ nít vào đây nhầm bán về chia bạc cả là anh thả nè nâng xong chụp hệ dê rồi bao nè ná chẳng ốc nếu các bạn trai thả xong chưa bỏ phía chia prôm đòi khuôn anh mong chẳng đăng thả xong chưa rồi bỏ phía chia đòi xong phó tếp nâng bán phía chia bà ca thay thả rương vị chàng rương thuyệt sợi nâng coi ở chìa bỏ dương ấy chẳng bánh tay đầm bay áo nhẹ từng ốc nếu nâng bán đăng ổng phí xong phó rồi bỏ niềng nâng vô máu áp sáy chia mai xây chẳng mình mạng là mồm ấy, những bà nhà bà ấy nó mài xây bề chia nổ cố bề riêng nó xây chẳng, hay bề chia nó cứ bề bằng bồi sạt, nè, chuột vòng về nhé, chỉ mùi những bà nhà bà ấy nó ắt viên để chay cái đấy đấy, cứ bề bằng bồi sạt, nè, chuột vòng về nhé, chỉ mùi những bà nhà bà ấy nó ắt viên để chay cái đấy đấy, nà chuột thằng đang đây cái ấy là nhà anh đó, anh ắt cặp cái đấy ao thế. Người chọc cho mùi nèm bà nhập bà bây ớt viên này cháy cái đây ai bị chê rết. Hay mà nốt sợi tiết tổng ớt để xa 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 rụp đôi tê bà xó bà đây chê chốc mơ mục tổng ớt chẳng. Nà, chốc mơ mục. Nâng mê nhầm thay mê nâng pin dây chẳng. Nà. Tráp tệ rương rao nâng về miên to tật tiết. Nên nên nó chẳng nèn. Và cá đã rương chẳng nèn chẳng. Chẳng nèn. Chừng này mình là o thế đó, chừng này chừng cư dân ăn chừng kia, thì dân chừng này đằng kia, dây bị chừng này tích từ dân cua thì thật tê o đằng ca miên ban vây vây bao nhiêu là tê, nè, bị pro vây vây để miên hai thoa trên bị cana bị dân cất chưa tới, mình chừng này đây ca chừng này ní chia ca bật rô chặt luôn anh phong ba phong up out, pro thì chừng này đằng phong
Manu, nẹt lên con thì lược tầm cao kia, quạt nẹt lên nẹt lõ, lược tầm cao nẹt lõ. Tại manu để miếng chỉ đặt chia sai chỉ nấy, ắt chia lược tầm cao là nào thế nữa. À, nâng cứ chỉ riêng up on từ miền tây để miền tô khăng á, đời ca của Phật pro chỉ nấy, mơ bị khâu lâu sẽ cãi nữa. Rất từ riêng chỉ nấy bị chệt môn màu. Bàn tay riêng đi, về ca từ chỉ ca chỉ nấy chẳng bị pro bờ chia chọc chẳng mơ mộng. Đoàn chẳng cao thương trình đến sắp tài rương ráo về cao thương niềm bánh nhập bà bây nâng niềm bất vô sắp khơi chích lơ có bao tùm rấy và đắp cả đôi ở làng ca hơi luộc đáy từ tiếp một ai là bà chăn đến thiệt tiền tam niềm bất nít bất bà cót bàn chia mãi xây nây bà rịa chia pi nà cổ cứ bàn bà đây chỉ sắp đặt pi chẳng tam niềm bất nâng á rồi bàn bà rịa chia chỉ sắp mấy pi bà ông. Tại bởi chia trong đăng thả mấy ban chia mà hãy xây nhìn mất ấy play chậm lại mà hao hao mà tiền hãy rương nó việc đăng môn đòi phụ niên liền nữa rương vô sọp nó hãy hao hao mà tiền nó phụ niên nó sốt hao hay sạch chân sốt hay sạch đó hao nó mà tiền đại liền nó vô sọp hơn chi lực bao tùm đấy và đắp tại đó là lăng cá cứ chia nhìn mất này mua là nạ bỏ ông tao tê chẳng hào nó xin sinh ổn nè hơi đại niên nâng lúc đáy từng ai phải chăm nâng cứ chia niềm mất đại niên nâng năm phải cha mất mau sầm lấp vào ông ta đau nửa cô về chia thằng chân chân thương mất thì bà đời nè bán chặt chén đã niên nâng ấy khi nông tu muối bàn tay tám tay lê con kia chẳng đây mình sầm lấp đi nực sinh lo thầm phò đài không đài tới nữ rơi mà khám nó cô mùi tiệt là chúa pê và ri chẳng là bà đi chia nó cô pê riêng là xây chúa pẹt cả nè chúa pẹt cả bà đi bà rong bồ sát nó bà đi chia nó cô bà riêng xây nâng rơi mà khám nó cứ nó cô pê và ri bà đi chia nâng ấy từ non bò rồi qua xe na bà đây ấy từ xoan tức nơi bị khẳng cao mà mà về tục nâng đại tới thì nạp ở đây thả tục bọc tu luôn cùng về chia thả nạp đây anh vô tục đó bằng là xây xây được không tục bao giờ á áp tâm được khơi nhem nâng con đỉnh cần là khơi tục lim lim màu ấy đòi màu tới niềm nâng đề trà tới đó về ngờ lắm bàn khơi về chia đã rất là nạp đã ha phô chuân ấy tới trong o nâng tục nâng từ đó tới ban bà đi chia su niềng nâng dê vì khăn ông tục mơ đi bà rập nhóm nâng chia à chè bà đi chia thảo ôi bây sát mà bị nà vơi ban niềng nâng thật thế khi mà ai xây rồi bà đi chia nó cô bà riêng là xây rừng ráo về chê bà rập tam thì cái đây nâng tới ạc miền cả họ ấy tam bất tầng ơ hơi xong khoa rồi bà niềng bà nhập bà bây là bây mà chùm bù thuyết á ấy đó tới bà đi chia ắt ban ao niềng nâng chập đây nè về nó cuộc xe nhớ ắt ban này là ấy đòi từ lư là bay chẳng chọn ao chọn ba cái đài thì từ chập lược đại kế cho vị tu màu thì còn được nắng à sầm pho nó việc triệt châu màu nông và cai về chia chấp đòi bay đồn thì đòi chẳng có bán vô thôi chia phê gì chia mai xây từ hướng về bấy từ đó bạc về đây là xây nó đái mai xây nè sai nước sơn nó lo lấy lớp con top màu mỏng chỉnh lớp con top màu chua mực nhau xa màu bờ ơi niên băng chỉ ba pây chỉ mà hay xây dương với nhà nó ạt ấy bờ mình áo cho băng mà đi chia pê và đi cho băng coi cho băng ạt miền và cô là áo lớp top màu mỏng chỉnh dây pê con top thì nó nè con top thì nó về sập siêu trời kia ắt miên khăn ấy kia, nhưng mình trời sầm lấp kia, pro hai tập để chia tận đau miệt tập kềm để với, vậy kia nữa, là mặc cả lấp kia, mình trời sầm lấp kia thế, ấy ban tập trung kia tới, nửa pe để bị chôn một đạn kia nấng, ban riêng khluôn nấng màu cạp tu tập để chia, thà cầm cho băng kia ấy đoạn, ở chạy kia tới. Bà chia thả chẳng có ba nó chạy có chạy chứ bà chia bê bà đi có prôm bà riêng là xây như thế có prôm
Phơ chia vì miên muối nơi có bài mọt tức nâng mặt hàng mà nè. Nè, đã về nè tùm bê ngay mà nè. Nè, về nè. Nâng miên bánh tạp ấy bàn sạch bì nửa cô bà rê chìa chẳng bì nâng chìa xa mây chẳng. Ấy, cậu nà lạ nâng bàn bình to tờ tiết dân đăng chẳng. Dân đăng nên ta nhập bà bây nâng rùi tệp mùi ạ tích bì nà cô bà rê nà xây chọc tờ căm nà cô bê bà rí tờ trừ rừ khí nế chì mùi nè ông tuốc nó ban nè ông tuốc mà nè thiệt nè. Tôi chỉ dân đăng ấy cơ dân ọt ạch lê nhàng bà nà bởi xùm phò nâng cứ chì tì bình chất rồi bao dơ ai rừng nâng bà nâng đòi gà lây nâng bàn chọp à nè xùm rạch trọng đại thà cổ nà lạ bệ rộng bồ rì sạch đại chết tàu vào những rịp bố rịp rộp ẩm tí ca vùng vên vùng vốn đòi xa tế phía rì dìa nâng anh chọn chọc băng khá nếp đòi xa phía rì dìa nâng anh chọc chùm tiệ tư nâng xùm phò nâng đại xùm phò nâng chết tích đòi à nì xong để bán phai đây đòi bệ phía chê cực bột nâng ná chén và nâng cho hùa mong chất tích đau dầm nai này chỉ cái đây chỉ đẹp là nơi nông bệt thua và bệt sa ma sam put tiếng phục cả na cồn cha tiếng nhiệt nhôm tiếng say tiếng bờ sẽ đập bệt thua xung bay rương liên quan nhập bài nâng cao nhầm cái này nhập bàn bàn an tới các bàn chập dụng này chỉ cái đây thả tiếng bờ tiếng say nâng miên tài ca để dưỡng chôn mà rốt bệt thua tại bên đó đại bệt thua nâng ai chui ở dưỡng rui thoát đi ầm nai này kệt lên miền đất bạch thua năng ấy năng chui dân ở ruộng thoát ẩm pí ẩm na nay chỉ cái đây xúc sao ẩm pí cùng học rút giang cùng ở nơi cái nông chỉ vật này tiếng pro tiếng sậy miền đấy tiền đó để dân chui mà ruộng bạch thua tới bạch thua năng nằm ở miền ca chấm ra nơi rong rương ruộng thoát ẩm pí sập hiệp áp ao rút giang cùng ở miền tây bạch thua bên đó để thua ở ẩm đáy ruộng thoát pí chỉ cái đây xúc sao chui đó chỉ cái đây ngóc rồng ngóc đại chia sẻ đây sóc sam đời giang khai lên chẳng sôm ạ nô mô tân yên sạp chẳng lai chẳng buông đại đo hai nữ sạch đây tung sôm ơi chia sạp bán sạch đây tung tương đại đo hai nữ chia sạp bán phây tư đại đo hai nữ sạch đây sọc sôm chia sạp bán sạch đây sọc tư hôn